Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 78. Nhưng không phải là ra tay với Lê Tiến Võ, mà là ra tay với Lý Cuồng Sinh, tốc độ của lão ta cực nhanh, Lý Cuồng Sinh còn chưa phản ứng lại thì đã bị ăn một chưởng rơi đầu. Linh hồn Lý Cuồng Sinh vừa xuất hiện, Lý Niệm Sinh vung tay phải lên, một ngọn lửa lập tức nhấn chìm linh hồn kia. A! À, trong ngọn lửa, Lý Cuồng Sinh kêu lên đầy thảm thiết và thê lương. Nhưng chẳng mấy chốc đã im bặt. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía Lý Niệm Sinh. Lý Niệm Sinh đưa tháp đến trước mặt Lê Tiến Võ. Lê trưởng lão, thứ này là của Học viện Vạn Duy, hiện tại nó đã được về với nguyên chủ. Lê Tiến Võ liếc nhìn Lý Niệm Sinh, lão ta thu tháp giới ngục lại rồi xoay người chậm rãi rời đi. Nhìn thấy Lê Tiến Võ rời đi, đám người Quân Vô Nhan trầm mặc. Bọn họ biết, Lê Tiến Võ này đã tha cho Ma Đô một mạng. Không thể không nói, Lý Niệm Sinh này rất thông minh, nếu lão ta không ra tay giết Lý Cuồng Sinh, toàn bộ Ma Đô đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Mà lão ta lại tự tay giết chết Lý Cuồng Sinh, có thể nói là đã làm dịu lửa giận của Lê Tiến Võ. Lý Niệm Sinh nhìn đám người Quân Vô Nhan một lát rồi nói, chư vị, vật ấy đã về lại tay Học phủ Vạn Duy, mọi người nếu muốn thì cứ tìm đến họ. Nói xong, lão ta xoay người rời đi. Đám người Quân Vô Nhan đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu. Đi tìm Học viện Vạn Duy. Bọn họ tất nhiên không dám đến tìm, Học viện Vạn Duy này không phải Ma Đô, thế lực nơi đây tuy không còn tiên chi tỏa chấn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Học viện Vạn Duy đến nay vẫn là một trong những thế lực đứng đầu ngũ duy. Chẳng mấy chốc, mọi người đã tản đi. Phía dưới, trong Ma Đô, Lý Niệm Sinh đột nhiên dừng lại. Lão ta nhẹ giọng nói, ta biết các hạ trong bóng tối, việc này là do lòng tham của nhà họ Lý ta, có tội thì phải chịu, nhà họ Lý sẽ không báo thù, mong rằng các hạ giơ cao đánh khẽ, tha cho nhà họ Lý một con đường sống. Một lát sau, không gian phía sau Lý Niệm Sinh khẽ run lên, thế nhưng chẳng mấy chốc lại yên tĩnh lại. Lý Niệm Sinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, đa tạ. Báo thù. Không phải Lý Niệm Sinh chưa từng nghĩ tới việc báo thù. Nhưng lão ta biết rõ mối thù này không thể báo. Lão ta đã đoán ra chắc chắn người đứng sau chính là Diệp Huyên. Vì nếu tháp giới ngục này dễ lấy như thế, thì sao Học viện Vạn Duy lại tay không trở về, hơn nữa còn phát lệnh truy nã. Diệp Huyên đưa ra một cách dễ dàng như vậy chỉ có một giải thích, đó là muốn rời mâu thuẫn đi. Mà Diệp Huyên đã thành công rồi. Nếu lão ta muốn báo thù, thì không chỉ mỗi Lý Cuồng Sinh bỏ mạng, mà cả Ma Đô cũng sẽ bị liên lụy. Vũng nước đục này, nhà họ Lý không thể tham dự. Lý Niệm Sinh khẽ thở dài, đi xuống dưới. Lúc này, trông lão ta càng già nua hơn. Diệp Huyên không ở lại Ma Đô, mà thầm đi theo Lê Tiến Võ của Học viện Vạn Duy. Hắn biết là người đều sẽ có lòng tham, mà chỉ cần có lòng tham thì hắn sẽ có thể lợi dụng. Diệp Huyên đi sát theo sau. Hai người ngày càng đến gần Học viện Vạn Duy. Diệp Huyên theo dõi Lê Tiến Võ trong bóng tối, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ người này chí công vô tư thế à? Lúc này, Lê Tiến Võ kia đột nhiên dừng lại. Diệp Huyên đang lẩn trốn cũng dừng lại theo, lẳng lặng nhìn Lê Tiến Võ, lão ta cứ đứng ở đó như thế. Khoảng một khắc sau, Lê Tiến Võ mở lòng bàn tay ra, tháp giới ngục kia xuất hiện trong tay lão ta. Nhìn tháp giới ngục trong tay, trong mắt Lê Tiến Võ lộ vẻ do dự. Tham. Lão ta không có suy nghĩ như thế. Vì lão ta biết nếu có suy nghĩ này, mình sẽ chết không toàn thây. Địa vị của lão ta trong Học viện Vạn Duy cũng khá cao, nhưng nếu dám có lòng tham với thứ này, lão ta không chỉ sẽ mất đi địa vị bây giờ mà còn sẽ chết rất thê thảm. Bảo vật thế này, không phải người có thực lực như lão ta có thể có được. Nhưng lão ta vẫn hơi tò mò. Sau khi nhìn tháp giới ngục trong tay một lúc lâu, vẻ do dự trong mắt Lê Tiến Võ trở thành kiên định, cuối cùng, lão ta vẫn lựa chọn không nghĩ đến cái tháp giới ngục này nữa. Lão ta hiểu rõ một khi con người có lòng tham thì rất khó có thể khống chế được lòng tham đó. Nghĩ đến đây, Lê Tiến Võ chuẩn bị cất tháp giới ngục đi, mà lúc này, tháp giới ngục kia đột nhiên rung lên, sau đó, cửa tầng thứ nhất mở ra. Thấy cảnh này, Lê Tiến Võ sửng sốt. Cửa tháp mở ra. Chẳng lẽ cái tháp giới ngục này cho phép mình? Nghĩ vậy, Lê Tiến Võ lập tức hơi kích động, nhưng lão ta vẫn ép mình tỉnh táo lại. Lúc này,
ngọn tháp hơi rung lên, như muốn nói gì đó. Lê Tiến Võ hơi do dự, sau đó nhẹ giọng hỏi, người muốn nhận ta làm chủ. Ngọn tháp vội vàng tỏ vẻ đồng ý. Thấy vậy, Lê Tiến Võ không nhịn được siết chặt hai tay. Lúc này, tâm trạng của lão ta vô cùng phức tạp, lão ta không ngờ ngọn tháp này lại muốn nhận mình làm chủ. Do dự, lão ta rất lý trí, lão ta biết một khi mình để ngọn tháp nhỏ này nhận làm chủ thì mình sẽ trở thành kẻ phản bội học viện Vạn Duy. Mà khi đó, cả vũ trụ ngũ duy đều sẽ là kẻ thù của lão ta. Có thể lấy ngọn tháp này không? Lý trí bảo lão ta không thể. Nhưng đây cũng là một cơ duyên lớn. Đây là bảo vật tiên tri để lại, nếu mình lấy được chắc chắn sẽ là một tạo hóa lớn. Do dự. Giờ khắc này, lão ta đang cực kỳ do dự. Lúc này, tháp giới ngục kia lại rung lên, sau đó nhẹ nhàng bay tới trước mặt lão ta, cọ vào tay lão ta. Rất thân thiết. Lão ta có thể cảm nhận được ngọn tháp này rất mong nhận lão ta làm chủ. Lê Tiến Võ đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu, cuối cùng lão ta chậm rãi nhắm mắt lại. Khoảng nửa khắc sau, lão ta đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, đời người thường phải đánh cược một lần. Dứt lời, lão ta cầm lấy tháp giới ngục, xoay người biến mất ở cuối chân trời mênh mông. Hướng này hoàn toàn ngược với hướng trở về học viện Vạn Duy. Diệp Huyên trong bóng tối hơi nhếch môi, hắn nhìn quả cầu thủy tinh trong tay, khi nãy, hắn đã dùng quả cầu thủy tinh này ghi lại mọi chuyện xảy ra khi nãy. Lúc này, giọng nói của Liên Thiển vang lên trong đầu hắn, người đúng là xấu xa. Diệp Huyên cười, bọn họ xấu xa hơn ta mà, không phải sao? Liên Thiển nói, vẫn phải xem việc nâng cao thực lực là quan trọng nhất. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn như nhớ đến chuyện gì, lập tức hỏi, Liên Thiển cô nương, cảnh giới của vũ trụ ngũ duy này phân chia như thế nào vậy? Hay là giống với vũ trụ tứ duy? Liên Thiển đáp, đương nhiên là không giống. Cảnh giới của vũ trụ ngũ duy này phức tạp hơn của vũ trụ tứ duy một chút. Diệp Huyên nói, mong Liên Thiển cô nương giải thích rõ hơn. Liên Thiển nhẹ giọng nói, thiên địa sơ khai, vạn vật hình thành, nguyên khí dồi dào, cái mới xuất hiện, xây dựng càn khôn, âm dương vận chuyển, nguyên khí lan rộng, sinh vật được sinh ra, con người cũng thế. Con người có kỳ kinh bát mạch trong người, không thể đếm xuể, điều hòa chung khu, nguồn gốc của linh khí. Chỉ cần là người có thể hiểu được tình tự vận chuyển bốn mùa của thiên địa, nắm được cách điều khiển kinh mạch, bắt đầu con đường tu luyện nhắm mắt tĩnh tâm, thấy rõ thân thể linh hồn, mênh mông như bầu trời đầy sao, sáng rực như thiên địa càn khôn, tẩy kinh phạt tủy mới có được thành tựu. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một lát rồi nói tiếp, cảnh giới nơi này có liên quan với kinh mạch của con người. Ta sẽ không giới thiệu mấy cảnh giới cấp thấp kia với ngươi nữa. Khai nguyên cảnh, lập càn khôn, mở âm dương, hiểu sinh tử, phá thiên cơ, rõ nhân quả, vào luân hồi. Cảnh giới của ngươi ở vũ trụ tứ duy là phá mệnh, ở nơi này, nói về chiến lực thì tương đương với càn khôn cảnh, nói một cách nghiêm túc thì chưa đúng lắm, chiến lực của ngươi ít nhất đã đạt đến trình độ âm dương cảnh. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó hỏi, lập càn khôn này có ý gì? Liên Thiển giải thích, càn là trời, khôn là đất. Càn khôn chính là trời đất, lập càn khôn chính là ngươi phải có hiểu biết nhất định với đất trời, ví dụ như ngươi biết linh khí hình thành như thế nào, biết không gian hình thành như thế nào, biết bản chất của vạn vật, bây giờ ngươi tương đương với càn khôn cảnh. Nhưng ngươi là kiếm tu, hơn nữa còn là kiếm tu phá cảnh, cộng thêm việc ngươi có kiếm thiên chu, kiếm chấn hồn, còn có huyết mạch và thân thể đặc biệt kia của ngươi, vì vậy, chiến lực của ngươi hoàn toàn không thể thua kém âm dương cảnh. Có điều nếu gặp phải cao thủ sinh tử cảnh, bây giờ ngươi hoàn toàn không phải đối thủ. Diệp Huyên hỏi, Trần Thiên kia là cảnh giới gì? Liên Thiển đáp, ít nhất là phá thiên cơ. Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi tiếp, vậy cô gái váy trắng thì sao? Cô gái váy trắng? Liên Thiển im lặng. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Liên Thiển nhẹ giọng nói, ngay cả nhân quả nàng cũng có thể cắt đứt, vì thế, ít nhất nàng là không đúng. Hoàn toàn không thể cân đo thực lực của nàng bằng cảnh giới, nàng đã không ở trong những quy tắc này nữa rồi, cho nên, lần sau mong ngươi đừng hỏi ta những vấn đề ngu xuẩn này nữa, nếu không ta đánh ngươi đấy. Diệp Huyên, Liên Thiển lại nói, ngươi phải nhớ kỹ, cảnh giới không có nghĩa là tất cả, cũng như ngươi vậy,
ngươi cũng rất khó xác định, vì cảnh giới của ngươi thấp, nhưng chiến lực lại cao, đương nhiên cũng có liên quan đến huyết mạch và đống thần trang trên người ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Liên Thiển nói tiếp, ngoài ra còn có một vài nghề đặc biệt, ví dụ như chú sư, còn có phủ sư, nói chung là đừng khinh thường những người này. Khinh thường. Diệp Huyên lắc đầu, sao hắn dám khinh thường người khác chứ? Phải biết rằng người ta rất hay chết vì khinh địch. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa mà xoay người rời đi. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, phải nói là chỉ mới bắt đầu. Bây giờ hắn vẫn không thể đối đầu chính diện với cao thủ của vũ trụ ngũ duy được. Học phủ Vạn Duy. Học phủ Vạn Duy được xây dựng trên một vách núi cao vạn trượng, đây chính là vách học hải nổi tiếng ngũ duy, cũng là nơi tiên tri thành lập học phủ Vạn Duy năm đó. Thiên hạ có vô số thư viện Vạn Duy, nhưng chỉ có một học phủ Vạn Duy, đó là ở đây, nơi này có thể nói là thánh địa trong lòng vô số học sinh của thư viện Vạn Duy. Trần Thiên ngồi im lặng trong thư điện, trong tay hắn ta là một quyển sách cổ. Lúc này, một ông lão lặng lẽ xuất hiện trước mặt Trần Thiên, ông ta nhẹ giọng nói, Tiến Võ biến mất rồi. Có thể chắc chắn lão muốn độc chiếm tháp kia. Trần Thiên im lặng một lát mới nhẹ giọng nói, lòng tham. Ông lão nói, đúng thế, ban đầu không nên để lão đi, ta nên tự mình đi. Trần Thiên lắc đầu, Tiến Võ đi theo ông nhiều năm như vậy, tính cách của lão ông hiểu rất rõ, lão không phải kiểu người không chịu nổi cám dỗ như thế. Chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Ông lão gật đầu, Diệp Huyên kia dễ dàng giao tháp giới ngục kia ra như thế, chuyện này vô cùng kỳ lạ. Mà theo điều tra của ta, tuy tên này là kiếm tu nhưng lại xảo trá đa đoan, thường sử dụng những thủ đoạn hèn hạ, lần này chắc chắn là hắn đang giở trò gì đó. Nói đến đây, ông ta dừng lại một lát rồi tiếp tục, nếu đoán không sai, có lẽ hắn đã đến vũ trụ ngũ duy này rồi. Trần Thiên bật cười, không ngờ người này cũng có chút mưu kế, thú vị đấy. Ông lão nói với giọng điệu nặng nề, bây giờ phải làm sao đây? Trần Thiên nhẹ giọng nói, tìm thấy Tiến Võ đương nhiên sẽ tìm ra bí mật, đừng để người ngoài biết hắn đã mang tháp giới ngục kia rời khỏi học viện Vạn Duy của chúng ta. Ông lão gật đầu, nếu để người khác biết Lê Tiến Võ mang tháp giới ngục chạy trốn, chắc chắn sẽ có vô số người đi tìm Lê Tiến Võ, khi đó mọi chuyện sẽ trở nên rối loạn hơn. Ông lão xoay người đi. Trần Thiên đứng dậy. Hắn ta xoay người nhìn về phía trước mặt hắn ta có một bức tranh, là bức tranh vẽ cô gái váy trắng kia. Trần Thiên nhìn bức tranh vẽ cô gái váy trắng, cười nói, không phải cô thích đánh cờ à? Vậy ta sẽ chơi với cô, ta nhất định sẽ lấy được mạng Diệp Huyên, ai cũng không giữ được. Thanh Sơn Thành. Đây là một tòa thành nhỏ, không thuộc về bất cứ thế lực nào. Hôm nay, có một người đàn ông đi vào thành. Người đàn ông này chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn xung quanh, trong thành cũng không có nhiều người, đương nhiên đây không phải điểm chính. Điểm chính là hắn phát hiện người nơi này không khác gì người của vũ trụ tứ duy cả. Diệp Huyên đi tới trung tâm tòa thành, nơi này khá sầm uất, rất đông người, đa số đều là người tu luyện. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một quả cầu thủy tinh bay ra từ trong tay hắn, quả cầu thủy tinh bay lên không trung, ngay sau đó. Một vài hình ảnh xuất hiện, chính là hình ảnh Lê Tiến Võ mang tháp giới ngục bỏ trốn, âm thanh cũng có, còn chẳng thiếu chữ nào. Tất cả mọi người đều theo dõi hình ảnh quả cầu thủy tinh phát ra. Diệp Huyên cười khẽ, xoay người muốn rời đi, lúc này, hắn chợt nhíu mày, vì dường như bên cạnh có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Huyên quay đầu nhìn, thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, không đúng, là một cô gái. Nhưng đối phương là nữ giả nam trang. Cô gái mày kiếm mắt sáng, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, cho người ta có một cảm giác áp lực vô hình. Diệp Huyên không để ý đến đối phương, xoay người rời đi. Cô gái hơi nhếch môi, thú vị thật. Nói xong, nàng ta đuổi theo. Diệp Huyên rời khỏi tòa thành. Hắn đã đạt được mục đích rồi, hắn biết không bao lâu nữa. Vũ trụ ngũ duy này sẽ có rất nhiều người biết Lê Tiến Võ mang theo bảo vật ngũ duy chạy trốn, cứ thế, chắc chắn sẽ có vô số người đi tìm lão ta. Chỉ cần có người đi tìm Lê Tiến Võ thì hắn sẽ đạt được mục đích. Sau khi rời khỏi tòa thành, Diệp Huyên đi vào sâu trong ngọn núi xa xa, mà cô gái kia vẫn luôn đi theo sau lưng hắn. Nàng ta đi theo một cách công khai. Sau khi tiến vào núi thẳm,
Diệp Huyên dừng lại, cô gái đi sau lưng hắn cười nói, chỗ này không tệ, là một nơi thích hợp để giết người. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía cô gái, các hạ là. Cô gái cười đáp, hạ hầu cần. Diệp Huyên hỏi, sao các hạ cứ đi theo ta mãi thế? Cô gái quan sát Diệp Huyên, sau đó cười nói, không biết các hạ xưng hô thế nào. Diệp Huyên vẫn hỏi, sao các hạ cứ đi theo ta vậy? Cô gái đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi là Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi nhíu mày, thầm thấy khiếp sợ, không ngờ người trước mắt lại biết thân phận thật của mình. Rốt cuộc người này là ai? Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, chậm rãi siết chặt tay, ý muốn giết người dâng lên trong lòng. Hạ Hầu Cẩn cười nói, Diệp công tử muốn giết người diệt khẩu à? Diệp Huyên im lặng. Hạ Hầu Cẩn cười khẽ, Diệp công tử, nếu ta đã dám đi theo ngươi, thì ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi sao? Đương nhiên ta cũng muốn thanh minh một chút, ta không có bất cứ liên quan gì với Thư viện Vạn Duy cả, hơn nữa cũng không phải kẻ thù của Diệp công tử. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, sao các hạ biết được thân phận của ta thế? Đây là điều hắn tò mò nhất. Hạ Hầu Cẩn cười nói, ta cũng có chút hiểu biết về Lý Vân Khởi của nhà họ Lý, là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc, nhưng theo ta thấy, gã vẫn chưa có năng lực lấy được bảo vật ngũ duy kia. Mà gã lại lấy được, hơn nữa còn lấy được một cách dễ dàng như thế, vậy thì chỉ có một lý do, đó là Diệp công tử cố ý đưa cho gã. Diệp Huyên hỏi, sao cô dám chắc chắn như thế? Hạ Hầu Cẩn cười, vì ta từng điều tra Diệp công tử. Diệp công tử từ tiểu bối không được yêu thương trong một gia tộc nhỏ phấn đấu đến bây giờ, sao có thể là người bình thường được? Hơn nữa, theo điều tra của ta, có lẽ thực lực của Diệp công tử vượt xa đám người Lý Vân Khởi kia. Và lại, Diệp công tử cũng không phải kiểu người tham sống sợ chết. Vì vậy, Diệp công tử chủ động đưa thử này ra rõ ràng là muốn chuyển hướng mâu thuẫn, Diệp công tử là đang bảo vệ mình, cũng là đang bảo vệ vũ trụ tứ duy. Diệp Huyên im lặng. Hạ Hầu Cẩn nói tiếp, hôm nay, Diệp công tử lại mượn tháp này đùa Thư viện Vạn Duy trong lòng bàn tay, không thể không nói, Diệp công tử thật sự rất lợi hại. Nếu ta đoán không lầm thì bảo vật ngũ duy kia đã nhận Diệp công tử làm chủ rồi, vì nếu không có nó phối hợp, Diệp công tử không thể nào lợi dụng nó được. Diệp Huyên vẫn im lặng, nhưng trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một tia kiếm quang. Hắn không phải một người tốt bụng. Nếu gặp phải người đáng chết, chắc chắn hắn sẽ không nương tay. Hạ Hầu Cẩn lại cười, Diệp công tử, ta cho ngươi một đề nghị, có muốn nghe không? Diệp Huyên đáp, nói đi. Hạ Hầu Cẩn nói, những kế hoạch này của ngươi đều rất hay, cũng đều đã thành công, nhưng chắc chắn những nhân vật lớn kia đều đã đoán ra mưu kế của ngươi. Mà bọn họ, kể cả Thư viện Vạn Duy này chắc chắn cũng đã nghĩ đến việc ngươi là người đứng sau chuyện này. Diệp Huyên cười hỏi, rồi sao nữa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Hầu Cẩn đang định nói tiếp, nhưng nàng ta như chợt nghĩ đến điều gì, nàng ta nhìn Diệp Huyên, hành động này của ngươi hoàn toàn không phải âm mưu, mà là dương mưu. Chỉ cần bọn họ muốn bảo vật kia, chỉ cần bọn họ có lòng tham, thì bọn họ sẽ mắc bẫy của ngươi. Diệp Huyên nhìn Hạ Hầu Cẩn, không nói gì. Hạ Hầu Cẩn nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ngươi làm thế là đang chơi với lửa đấy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, Hạ Hầu cô nương, nếu ta đoán không lầm, thì chúng ta hoàn toàn không phải tình cờ gặp nhau, là cô cố ý đến tìm ta, đúng không? Hạ Hầu Cẩn cười nói, đúng thế. Diệp Huyên nói, nếu Hạ Hầu cô nương có chuyện gì thì cứ việc nói thẳng. Cô cũng biết đấy, bây giờ ta khá bận. Hạ Hầu Cẩn cười khẽ, Diệp công tử, ta muốn làm một cuộc giao dịch với công tử. Diệp Huyên gật đầu, nói ta nghe thử. Hạ Hầu Cẩn nhìn Diệp Huyên, chúng ta muốn mượn dùng đạo tắc phong ấn trong tháp này. Đạo tắc phong ấn? Liên Thiển. Diệp Huyên hỏi, các cô muốn mượn đạo tắc phong ấn? Hạ Hầu Cẩn gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên nói, ta có thể có được gì? Hạ Hầu Cẩn cười, có được một đồng minh. Diệp Huyên lắc đầu, đưa ra cái gì thực tế hơn đi. Đồng minh. Hắn không tin đối phương, có vài người có thể cùng hưởng phú quý, nhưng không cùng chia hoạn nạn. Hơn nữa hắn hoàn toàn chắc chắn người trước mắt và người đứng sau đối phương sẽ không vì hắn mà trở mặt với Thư viện Vạn Duy. Vì thế vẫn nên đưa ra thứ gì thực tế một chút thì ổn hơn.
Hạ Hầu Cẩn cười nói, thế này đi, hai lá bùa tím được chứ? Bùa tím. Diệp Huyên đang muốn trả lời, Liên Thiển đột nhiên cất tiếng, đòi nàng ta một lá bùa cam. Diệp Huyên nhìn Hạ Hầu Cẩn, ta muốn một lá bùa cam. Hạ Hầu Cẩn lắc đầu, Diệp công tử, chúng ta chỉ mượn đạo tắc phong ấn của ngươi dùng một chút thôi, chứ không phải muốn lấy đạo tắc phong ấn của ngươi. Ngươi đòi hỏi hơi nhiều rồi đấy. Diệp Huyên xoay người bỏ đi. Lúc này, Hạ Hầu Cẩn đột nhiên nói, Diệp công tử, ta nghĩ chắc chắn Thư viện Vạn Duy rất muốn biết tung tích của ngươi. Diệp Huyên thoáng chốc biến mất, như bốc hơi khỏi nhân gian. Hạ Hầu Cẩn hơi nhíu mày, nàng ta nhìn một vòng xung quanh, nhưng lại không thấy Diệp Huyên đâu cả. Diệp Huyên biến mất rồi. Hạ Hầu Cẩn lại dùng thần thức quét một vòng xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra Diệp Huyên. Lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Hạ Hầu Cẩn. Hạ Hầu Cẩn híp mắt, nàng ta di chuyển ra xa mười mấy trượng, nhưng một cánh tay của nàng ta vẫn bị chém đứt. Có điều không gian chỗ nàng ta đứng lại lập tức nổ tung, lực lượng này khiến Diệp Huyên phải liên tục lùi về sau. Phía xa, Hạ Hầu Cẩn đã mất một cánh tay nhìn Diệp Huyên, nàng ta vừa định cất lời thì lúc này, Diệp Huyên lại biết mất, một tia kiếm quang bay tới trước mặt nàng ta. Thấy cảnh này, Hạ Hầu Cẩn híp mắt lại, nàng ta giẫm nhẹ mũi chân, một tia sáng xanh lóe lên dưới bàn chân nàng ta rồi biến mất, khi kiếm của Diệp Huyên đến thì đã không thấy nàng ta đâu nữa. Kiếm của Diệp Huyên không đâm trúng mục tiêu, hắn lại bắt đầu ẩn thân. Hai người đều biến mất. Nhưng lúc này, không gian xung quanh chợt chấn động, sắc mặt của Hạ Hầu Cẩn ở nơi nào đó thay đổi, đạo tắc không gian. Nàng ta vừa dứt lời, không gian trước mặt lập tức nứt ra, sau đó, một tia kiếm quang đâm tới. Một kiếm vô cùng nhanh. Hạ Hầu Cẩn giật mình, nàng ta giơ tay chắn trước mặt, trong lòng bàn tay có một lá bùa màu tím. Trên lá bùa có khắc một chữ ngự rất lớn. Vào khoảnh khắc một kiếm của Diệp Huyên đâm tới, chữ ngự đó chợt trở thành tấm chắn ánh sáng chặn trước mặt nàng ta. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, tấm chắn kia lập tức nứt vỡ, Hạ Hầu Cẩn cũng bị đẩy lùi. Thấy cảnh này, Hạ Hầu Cẩn giật mình, nàng ta không ngờ một kiếm này của Diệp Huyên lại có thể phá vỡ lá bùa tím phòng ngự ngày của mình. Kiếm của Diệp Huyên! Hạ Hầu Cẩn nhìn kiếm trong tay Diệp Huyên. Sắc mặt nàng ta trở nên vô cùng nặng nề. Kiếm trong tay Diệp Huyên hoàn toàn không phải kiếm bình thường. Thấy Diệp Huyên muốn ra tay một lần nữa, Hạ Hầu Cẩn vội nói, Diệp công tử, khi nãy là ta nói chuyện mạo phạm, xin Diệp công tử thứ lỗi. Nhưng Diệp Huyên vẫn không nương tay. Lần này, Hạ Hầu Cẩn cũng không tránh né nữa, khi kiếm của Diệp Huyên còn cách nàng ta khoảng nửa trượng, nàng ta đột nhiên nói ta sẽ cho huynh bùa cam. Diệp Huyên dừng lại, hắn nhìn Hạ Hầu Cẩn, lấy ra đây. Hạ Hầu Cẩn nói với giọng điệu nặng nề, ta không đem theo. Nàng ta vừa dứt lời, kiếm của Diệp Huyên đã đâm sâu nửa tấc vào giữa chân mày của nàng ta, lúc này, Hạ Hầu Cẩn cất lời, ta có thể đưa cho huynh. Diệp Huyên cất kiếm đi, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Hầu Cẩn, cô đang muốn lừa ta à? Hạ Hầu Cẩn trầm giọng nói, ta nói được làm được. Nói xong. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, chúng ta không muốn đối đầu với huynh, chỉ muốn hợp tác với huynh. Tin ta đi, nếu chúng ta hợp tác chắc chắn sẽ có lợi với huynh. Diệp Huyên nhìn Hạ Hầu Cẩn, hợp tác cũng được, nhưng ta không thích người khác uy hiếp mình. Hạ Hầu Cẩn gật đầu, ta biết. Lúc này, nàng ta phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của Diệp Huyên rồi. Diệp Huyên mạnh hơn những gì nàng ta điều tra được, ít nhất không chỉ gấp mấy lần. Hạ Hầu Cẩn nhẹ giọng nói, Diệp Huynh, đi theo ta. Diệp Huyên nhìn nàng ta, thầm nói trong lòng, Liên Thiển cô nương, đáng để mạo hiểm không? Liên Thiển đáp, một lá bùa cam, hoàn toàn đáng giá. Hơn nữa người còn có nhất kiếm vô lượng, nếu thấy tình hình không ổn thì có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Diệp Huyên gật đầu, đi theo Hạ Hầu Cẩn. Trên đường đi, Hạ Hầu Cẩn chợt cười hỏi, Diệp Huynh, lỗ mãng hỏi một chút. Bảo vật ngũ duy kia thật sự đã nhận huynh làm chủ à? Diệp Huyên đáp, Hạ Hầu cô nương, chúng ta chỉ là hợp tác thôi đúng không? Hạ Hầu Cẩn gật đầu, phải. Diệp Huyên, vậy thì đừng có hiểu nhiều thế. Còn nữa, ta muốn nhận lá bùa cam kia trước. Hạ Hầu Cẩn im lặng một lát sau đó gật đầu, được. Một lát sau, hai người đi tới một tòa thành cổ,
trên tường thành là những phù văn thần bí, ngoài ra phía trên tòa thành còn có một phù văn khổng lồ. Cả tòa thành trông vô cùng âm u. Thấy tòa thành này, Diệp Huyên hơi nhíu mày, đây là đâu vậy? Diệp Huyên nhìn Hạ Hầu Cẩn, các cô muốn ta làm gì? Hạ Hầu Cẩn nói, hy vọng Diệp Huyên giải trừ một phong ấn giúp chúng ta. Phong ấn gì? Hạ Hầu Cẩn cười khẽ, đến lúc đó Diệp Huynh sẽ biết thôi. Nói xong, nàng ta bước nhanh hơn. Diệp Huyên nhìn Hạ Hầu Cẩn, sau đó đi theo nàng ta. Lúc này, Liên Thiển chợt lên tiếng, nơi này hơi kỳ lạ, cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn đột nhiên dừng lại. Hạ Hầu Cẩn xoay người nhìn hắn, Diệp công tử. Diệp Huyên nói, Hạ Hầu cô nương, ta muốn lá bùa màu cam kia. Hạ Hầu Cẩn nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, mấy hơi thở mạnh mẽ chợt xuất hiện xung quanh. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, con người ta, một khi giết người thì sẽ không dừng lại được đâu. Hạ Hầu Cẩn ở đối diện nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta từng nói chúng ta không có ác ý gì với Diệp công tử rồi mà. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn sang bên phải, phụ thân, con đã đồng ý cho hắn một lá bùa cam, còn hắn sẽ giải trừ phong ấn giúp chúng ta. Lúc này, một ông lão đi ra từ bên phải. Ông lão đi tới chỗ cách Diệp Huyên mấy trượng, giải trừ phong ấn trước. Diệp Huyên nhún vai, xoay người rời đi. Thấy vậy, ông lão hơi nhíu mày, lập tức muốn ra tay, nhưng Hạ Hầu Cẩn lại lắc đầu. Ông lão im lặng một lát, sau đó búng tay, một lá bùa màu cam xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Bùa cam. Diệp Huyên nhìn lá bùa trước mắt, hỏi tiền bối, đây là bùa gì vậy? Liên Thiển đáp, để ta nghiên cứu giúp ngươi. Tiền bối cũng không biết luôn sao. Không phải cái gì ta cũng biết đâu. Diệp Huyên. Lúc này, ông lão trước mặt chợt cất lời, không biết bây giờ các hạ có thể ra tay chưa? Diệp Huyên gật đầu với ông ta, dẫn ta đi. Ông lão xoay người đi. Diệp Huyên đi theo ông ta, chẳng mấy chốc, ba người đã đi tới trước một cái giếng cạn. Diệp Huyên nhìn giếng cạn, chỗ miệng giếng là những phù văn màu đen. Xung quanh miệng giếng còn có bốn sợi dây xích đen nhánh, xích sắt to như cây cột, ghim vào trong miệng giếng. Diệp Huyên hơi nhíu mày, đây là... Ông lão nhìn hắn, trong cái giếng này có một phong ấn vô cùng mạnh, các hạ chỉ cần giải trừ phong ấn đó là được, chuyện còn lại không liên quan đến ngươi. Diệp Huyên nhìn vào trong giếng mơ hồ vang lên tiếng gầm gừ. Diệp Huyên thầm hỏi, Liên Thiển cô nương, có thể phá giải phong ấn này không? Liên Thiển đáp, trên đời này không có phong ấn nào mà ta không giải được cả. Đợi lát nữa sau khi phong ấn được giải, người phải nhanh chóng rời đi. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Liên Thiển giải thích, hơi thở bên trong cái giếng cạn này rất mạnh, còn rất tà ác, chắc chắn không phải loại người hiền lành gì. Khi phong ấn được mở ra người phải lập tức rời đi, đừng để dính vào những chuyện phiền phức này. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi, tiền bối ra tay đi. Vừa dứt lời, giữa chân mày của hắn chợt nứt ra, ngay sau đó, một tia sáng trắng bay ra từ giữa chân mày, tia sáng trắng này thoáng chốc tràn vào trong giếng cạn, sau đó, những phù văn màu đen xung quanh giếng khô bắt đầu mở đi. Mà những sợi dây xích kia cũng không ngừng rung lên. Thấy cảnh này, sắc mặt ông lão lập tức trở nên kích động. Sau đó, phù văn màu đen xung quanh giếng cạn thoáng chốc biến mất. Một hơi thở mạnh mẽ dâng lên từ trong giếng cạn. Lúc này, giọng nói của Liên Thiển đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, rút lui. Diệp Huyên không chút do dự xoay người bỏ chạy, tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất ở cuối chân trời. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên biến mất, một người đàn ông bay ra từ trong giếng cạn, cả người gã đỏ như máu, trong hai tay gã có hai quả cầu máu đang lơ lửng. Thấy người này, ông lão vội quỳ một chân xuống. Hạ Hầu Võ con cháu đời thứ 107 của nhà Hạ Hầu bái kiến Huyết Đế. Huyết Đế nhìn về phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói, huyết mạch thật đặc biệt. Nói xong, gã nhìn Hạ Hầu Võ trước mặt, người khi nãy là ai? Hạ Hầu Võ đáp, Diệp Huyên. Huyết Đế từ từ nhắm mắt lại, ta muốn có huyết mạch chi lực của hắn, tìm ra hắn cho ta. Nghe vậy, Hạ Hầu Võ thoáng do dự, sau đó nói, Diệp Huyên này rất không đơn giản. Huyết Đế ngắt lời ông ta, mọi chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm.
Hạ Hầu Võ không nói thêm gì nữa, lập tức gật đầu, sau đó lui xuống với Hạ Hầu Cần. Lúc này, Huyết Đế lại nói, nhà Hạ Hầu ngươi bảo vệ bản đế nhiều năm, hôm nay bản đế xuất thế, đương nhiên nhà Hạ Hầu sẽ nhận được không ít lợi ích. Nói xong, gã vung tay phải lên, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Hạ Hầu Võ. Hạ Hầu Võ nhìn thoáng qua, sau đó mừng như điên, vội vàng quỳ một chân xuống một lần nữa, nhà Hạ Hầu ta sẵn lòng đi vào nơi nước sâu lửa bỏng vì Huyết Đế. Huyết Đế gật nhẹ đầu, tìm ra người khi nãy. Hạ Hầu Võ vội đáp, tuân lệnh. Nói xong, ông ta dẫn Hạ Hầu Cần lui xuống. Sau khi hai người đi, Huyết Đế lại nhìn về phía cuối chân trời một lần nữa, đáng tiếc, khi nãy không nên do dự. Bên kia, Hạ Hầu Cần trầm giọng nói, phụ thân, đi gây chuyện với Diệp Huyên đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ bị cuốn vào cuộc tranh đấu hiện tại. Hạ Hầu Võ nhẹ giọng nói, đành chịu thôi, bây giờ chúng ta chỉ có một con đường, đó là bám chặt lấy Huyết Đế này. Hạ Hầu Cần muốn nói gì đó, Hạ Hầu Võ chợt cất lời, con rời khỏi nhà Hạ Hầu đi. Hạ Hầu Cần nhìn Hạ Hầu Võ, Hạ Hầu Võ nói tiếp, trận tranh đấu này, nhà Hạ Hầu ta không thể không tham gia, nhưng con không thể bị cuốn vào nó được, con phải rời khỏi nhà Hạ Hầu, con hiểu ý ta không? Hạ Hầu Cần im lặng. Hạ Hầu Võ nhìn nàng ta, khi nãy lúc nhìn thấy Diệp Huyên kia, ta đã biết người này không đơn giản, người này có thể khiến ngọn tháp kia nhận mình làm chủ, còn có thể thu phục đạo tắc trong tháp, người này đúng là sâu không đường được. Nhưng ta cũng không hối hận vì đã mở phong ấn cho Huyết Đế, vì đây cũng là một cơ hội với nhà Hạ Hầu chúng ta. Hạ Hầu Cần gật nhẹ đầu, con biết rồi. Hạ Hầu Võ nói, bây giờ tháp giới ngục đang ở vũ trụ ngũ duy, có nghĩa là có thể tiên tri kia sẽ lại tái thế. Tiên tri. Nghe vậy, nét mặt Hạ Hầu Cần trở nên nặng nề. Dù nàng ta và tiên tri không phải người cùng một thời đại, nhưng nàng ta cũng đã từng nghe nói tới truyền thuyết của tiên tri rồi. Vũ trụ ngũ duy có tiên tri năm đó rất có trật tự, rất công bằng, còn bây giờ, thực lực là thứ được xem trọng nhất. Người mạnh làm vua. Hạ Hầu Cần lắc đầu, sau đó nói, phụ thân bảo trọng. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Nàng ta biết mình là đường lui cuối cùng của nhà Hạ Hầu. Nếu nhà Hạ Hầu thắng thì tốt, nhưng nếu nhà Hạ Hầu thua, thì nàng ta chính là hy vọng để nhà Hạ Hầu đợi thời trở lại. Sau khi thấy Hạ Hầu Cần đi xa, Hạ Hầu Võ cũng xoay người rời đi. Bên kia, sau khi rời khỏi nhà Hạ Hầu, Diệp Huyên tìm một nơi ẩn náu, sau đó lấy lá bùa màu cam kia ra, Liên Thiển cô nương, đây là loại bùa gì vậy? Liên Thiển đáp, bùa lực lượng, người muốn thử không? Diệp Huyên hơi khó hiểu, sử dụng như thế nào? Liên Thiển đáp, rất đơn giản, truyền thần thức vào trong, khống chế lá bùa này. Sau đó sử dụng nó là sẽ có thể sử dụng lực lượng trong bùa. Nghe vậy, Diệp Huyên bèn làm theo, chẳng mấy chốc, bùa lực lượng trong tay hắn lập tức biến thành một tia sáng bay vào trong cánh tay. Trong nháy mắt, tay áo của Diệp Huyên bị nó làm thành cho bụi. Diệp Huyên siết chặt tay, lúc này, hắn cảm thấy trong cánh tay mình ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ vô cùng vô tận, sức mạnh của nó đã vượt qua cả sức mạnh của thân thể hắn rồi. Đây là lần đầu tiên Diệp Huyên nhìn thấy sức mạnh của loại bùa này, không thể không nói rằng nó thật sự rất mạnh. Lúc này, hắn cảm thấy một cú đấm của mình cũng có thể giết chết một cao thủ phá mệnh cảnh. Tự tin không gì sánh bằng. Liên Thiển đột nhiên nói, đây vẫn chỉ là bùa cam hạ phẩm, nếu là bùa cam thượng phẩm hoặc bùa cam cực phẩm thì càng đáng sợ hơn nữa. Diệp Huyên gật đầu, đúng là rất lợi hại, nhưng suy cho cùng cũng là ngoại vật. Không phải lực lượng của bản thân ta, không thể quá mức lệ thuộc vào nó. Liên Thiển cười nói, người có thể nghĩ như vậy là tốt. Diệp Huyên cất lá bùa kia đi sau đó nhìn về phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói, nên đi xem thử Lê trưởng lão của học viện Vạn Duy kia rồi. Nói xong, hắn lập tức biến mất. Vì trước đó Diệp Huyên phát quả cầu thủy tinh trong thành, nên bây giờ không chỉ hắn tìm Lê Tiến Võ, mà còn có rất nhiều thế lực đang tìm Lê Tiến Võ. Bây giờ tất cả mọi người đều biết tháp giới ngục nằm trong tay Lê Tiến Võ, hơn nữa Lê Tiến Võ này còn không quay về thư viện Vạn Duy mà lại mang bảo vật ngũ duy chạy trốn. Nói một cách đơn giản là ai tìm thấy Lê Tiến Võ thì bảo vật sẽ là của người đó. Vì có tháp giới ngục, nên Diệp Huyên có thể tìm thấy Lê Tiến Võ một cách dễ dàng.
Lúc này Lê Tiến Võ đang trốn trong một sơn động, hoàn toàn không để lộ hơi thở, che giấu bản thân rất tốt. Còn Diệp Huyên đã tiến vào không minh cảnh, vì thế dù hắn cách Lê Tiến Võ rất gần, nhưng đối phương cũng không phát hiện ra hắn. Trong sơn động, Lê Tiến Võ trầm tháp giới ngục trong tay, trông có hơi điên cuồng, trong mắt lão ta là vẻ hưng phấn vô cùng rõ ràng. Bảo vật ngũ duy. Bảo vật của tiên tri. Lê Tiến Võ nâng tháp giới ngục, ta phải khống chế được ngọn tháp này. Nói xong, lão ta bấm tay một cái, một giọt máu tươi chảy lên trên tháp giới ngục hơi run lên như trả lời. Thấy cảnh này, Lê Tiến Võ càng hưng phấn hơn, mà lúc này, một hơi thở mạnh mẽ ập đến từ bên vào sơn động. Diệp Huyên nhìn ra ngoài sơn động, hắn thầm thấy ngạc nhiên, không ngờ lại có người có thể tìm thấy Lê Tiến Võ nhanh như vậy. Hắn còn muốn gợi ý cho những thế lực ngũ duy kia nữa đây. Lê Tiến Võ trong sơn động lập tức cất tháp giới ngục đi, lão ta nhìn ra ngoài, lúc này, cửa sơn động trước mặt lão ta nổ tung, không đúng, phải nói là chỗ ẩn thân của lão ta đều bị nổ tung. Lê Tiến Võ nhìn về phía đối diện thì thấy một người áo đen đang đứng cách mình không xa. Cả người người đó đều bị đồ đen che mất, trên người còn bị một lực lượng thần bí bao phủ. Hoàn toàn không thể nhìn thấy diện mạo thật sự của người đó. Lê Tiến Võ nhìn chằm chằm người áo đen, chẳng lẽ các hạ không biết ta là trưởng lão của Thư viện Vạn Duy? Người áo đen cười nhạt, Thư viện Vạn Duy. Lê Tiến Võ, ông tự mình mang bảo vật của Thư viện Vạn Duy chạy trốn mà còn dám tự xưng là trưởng lão của Thư viện Vạn Duy, người đúng là mặt dày. Nghe vậy, Lê Tiến Võ hơi nhíu mày, sao người biết? Người áo đen cười khẩy, sao ta biết? Bây giờ người cả thiên hạ đều biết hết rồi. Lê Tiến Võ, lão phu cho ngươi một cơ hội, đưa cái tháp kia ra, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không. Lúc này, Lê Tiến Võ đột nhiên xoay người bỏ chạy. Lão ta không chọn ra tay, vì một khi ra tay có thể sẽ hấp dẫn nhiều cao thủ hơn. Bây giờ lão ta chỉ có một sự lựa chọn, đó là trốn. Nhưng lão ta còn chưa chạy trốn được mấy bước thì một ông lão đã xuất hiện trước mặt lão ta. Lê Tiến Võ đang định cất lời thì ông lão đột nhiên mở tay phải, sau đó đè nhẹ xuống một cái. Không gian xung quanh Lê Tiến Võ sụp đổ. Còn Lê Tiến Võ thì lập tức hồn bay phách tán. Bị giết chết trong nháy mắt. Diệp Huyên trong bóng tối im lặng. Hắn biết nhân vật lớn thật sự xuất hiện rồi. Lúc này Diệp Huyên biết mình vẫn đánh giá thấp vị trí của bảo vật ngũ duy này trong lòng cường giả ngũ duy rồi. Lần này có cả nhân vật lớn hàng đầu xuất hiện luôn. Diệp Huyên nhìn ông lão phía xa, ông lão mặc áo bào trắng, rất giản dị, nhìn từ vẻ bề ngoài, hoàn toàn không thể nhìn ra đối phương là cao thủ siêu cấp. Ông lão mở lòng bàn tay ra, tháp giới ngục kia bay vào tay ông ta nhìn tháp giới ngục trong tay, nhẹ giọng nói, một thần vật thế này, kẻ yếu xứng có được hay sao? Nói xong, ông ta nhìn người áo đen ở đối diện. Người áo đen cũng không nói gì, lặng lẽ rút lui. Diệp Huyên trong bóng tối thầm nói trong lòng, Liên Thiển cô nương, người này là cảnh giới gì vậy? Liên Thiển khẽ đáp, người này có thể tiêu diệt thần hồn của Lê Tiến Võ kia chỉ bằng một cái phất tay, chẳng những tiêu diệt thần hồn mà còn lấy đi cả dấu ấn sinh mệnh của đối phương, chỉ có sinh tử cảnh mới có thể làm được như thế thôi. Sinh tử cảnh. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết sẽ còn có người mạnh hơn xuất hiện. Đúng như dự đoán, người áo đen kia vừa biến mất, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên tấn công tới từ phía chân trời. Ông lão ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ giọng nói, Nguyên Mộc Thương. Ông ta vừa dứt lời, một ông lão mặc đồ trắng lập tức xuất hiện trước mặt ông ta. Người này chính là viện sư của Học viện Vạn Duy, Nguyên Mộc Thương. Có thể nói đây là người đứng thứ ba ở Học viện Vạn Duy, vì lão ta trông coi tất cả võ viện của Học viện Vạn Duy. Học viện Vạn Duy chia thành văn và võ, mà lão ta chính là người đứng đầu võ viện. Nhưng trong mắt ông lão vẫn không hề có vẻ sợ hãi. Nguyên Mộc Thương nhìn ông lão trước mặt, Học viện Vạn Duy của ta chưa từng xích mích với nhà họ Tề. Ông lão cười nói, chúng ta cũng chưa từng nghĩ tới việc xích mích với Học viện Vạn Duy. Nguyên Mộc Thương nhìn ông lão, vậy xin trả lại bảo vật của Học viện Vạn Duy ta. Ông lão cười ha ha, Nguyên Mộc Thương. Ông nói cái tháp này là của Học viện Vạn Duy Á. Nguyên Mộc Thương hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải ư? Ông lão cười nói, theo ta biết,
thứ này là của tiên tri, chứ không phải là của học viện Vạn Duy. Mà bây giờ, tiên tri đã biến mất, có nghĩa thứ này là vật vô chủ, ông dựa vào cái gì mà nói thứ này là của học viện Vạn Duy? Nguyên Mộc Thương nhìn ông lão, không nói gì. Ông lão lại nói, nếu tiên tri vẫn còn, nhà họ Tề ta chắc chắn sẽ dâng lên thứ này bằng hai tay. Nếu là người khác, thì nhà họ Tề ta xin lỗi. Nhà họ Tề. Ở vũ trụ ngũ duy có một vài thế gia vô cùng lớn mạnh, nhà họ Tề này chính là một trong số đó, hơn nữa nhà họ Tề này còn không phải thế gia bình thường. Vì ở nhà họ Tề này có một vị phù văn sư, hơn nữa còn là một vị phù văn sư rất mạnh, có thể luyện chế ra cả bùa cam. Người như vậy có sức ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên nếu chỉ thế, học viện Vạn Duy cũng không phải kiêng dè gì nhiều, quan trọng nhất là vị phù văn sư này của nhà họ Tề còn là trưởng lão của Phù Văn Tông. Phù Văn Tông, cả học viện Vạn Duy cũng không dám khinh thường thế lực này. Nếu là năm đó khi tiên tri vẫn còn, học viện Vạn Duy thật sự không phải sợ Phù Văn Tông này, vì người sáng lập Phù Văn Tông năm đó đã quỳ trước Vạn Duy học nhai 10 ngày 10 đêm để thỉnh giáo Phù Văn Đạo của tiên tri. Nói thẳng ra, người sáng lập Phù Văn Tông này còn là đệ tử của tiên tri, dù tiên tri không nhận, nhưng người sáng lập Phù Văn Tông vẫn tự xưng mình là học sinh của tiên tri. Có điều hiện tại, quan hệ của học viện Vạn Duy và Phù Văn Tông cũng không được tốt lắm. Nguyên Mộc Thương suy xét một hồi, cuối cùng vẫn không ra tay, lão ta nhẹ giọng nói, Tề Võ, với trí tuệ của ông chắc hẳn cũng biết có người đứng sau cố ý khích bác gây chuyện. Tề Võ gật đầu, ta biết, nhưng nhà họ Tề ta không quan tâm, vì người đứng sau là nhằm vào thư viện Vạn Duy các người. Nguyên Mộc Thương nhìn Tề Võ, nếu ông lấy thứ này thì không chỉ có học viện Vạn Duy ta bị nhằm vào nữa rồi. Tề Võ cười, thứ này đáng để nhà họ Tề ta liều mạng một lần. Nguyên Mộc Thương gật đầu, vậy thì không nhiều lời nữa. Nói xong, lão ta lập tức xông lên. Tề Võ mỉm cười, vừa khéo ta cũng muốn thỉnh giáo thực lực của người đứng đầu võ viện. Dứt lời, ông ta cũng xông lên. Đại chiến diễn ra. Diệp Huyên trong bóng tối lẳng lặng quan sát. Không thể không nói, thực lực của hai người này đều rất mạnh, hơn nữa lực lượng của thế giới này và vũ trụ tứ duy thật sự khác nhau rất nhiều, ví dụ như cách sử dụng không gian, cao thủ của vũ trụ tứ duy hoàn toàn không thể so sánh được. Hơn nữa một điều đáng nói là không gian của vũ trụ ngũ duy này vô cùng kiên cố. Nếu ở bên dưới, e rằng không gian này đã sụp đổ từ lâu rồi, nhưng lúc này, lực lượng của hai người lại không phá hư không gian nơi này. Trận chiến của hai người ngày càng kịch liệt, mà Diệp Huyên đã lùi sang một nơi khác. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong không trung thoáng chốc xuất hiện một lá bùa cam lớn bằng bàn tay, nó vừa xuất hiện, một tia sét lập tức bắn xuống từ trong lá bùa, tốc độ vô cùng nhanh, chớp mắt một cái đã di chuyển tới trên đầu của Nguyên Mộc Thương. Sắc mặt của Nguyên Mộc Thương bên dưới hơi thay đổi, lão ta siết chặt tay phải, sau đó đánh một quyền lên trên. Tia sét nổ tung, mà lão ta cũng liên tục lùi về sau, nhưng lúc này, tia sét vẫn không ngừng đánh xuống từ trong lá bùa trên không trung. Nguyên Mộc Thương bên dưới không ngừng lùi về sau. Diệp Huyên ở bên kia thầm thấy khiếp sợ, lá bùa cam này mạnh đến thế à? Liên Thiển nói, đây ít nhất là bùa cam thượng phẩm. Nếu là bùa cam cực phẩm thì càng mạnh hơn nữa, nhưng bùa bảy sắc mới là lá bùa mạnh nhất. Diệp Huyên hơi nhíu mày, bùa bảy sắc, không phải là bùa đen à? Liên Thiển nói, bây giờ là bùa đen, vì chỉ có chủ nhân năm đó mới có thể vẽ được bùa bảy sắc. Mà năm đó người sáng lập Phù Văn Tông vì xin một lá bùa bảy sắc về nghiên cứu mà quỳ 10 ngày 10 đêm trước học nhai của chủ nhân. Thật ra người nọ không tệ, chủ nhân cũng khá hài lòng với hắn, nhưng vẫn để hắn phải quỳ 10 ngày 10 đêm. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Liên Thiển nhẹ giọng nói, vì chủ nhân từng nói thứ càng dễ có được người ta sẽ càng không quý trọng. Diệp Huyên im lặng. Không thể không nói, tiên tri nói cũng có lý. Có vài thứ, càng dễ dàng có được, người ta sẽ càng không biết trân trọng. Liên Thiển lại nói, từ sau chủ nhân, cũng chỉ có người sáng lập Phù Vân Tông mới có thể miễn cưỡng vẽ được bùa bảy sắc, nhưng e rằng hôm nay đối phương đã không còn trên đời. Ta nghĩ có lẽ không ai ở vũ trụ ngũ duy có thể vẽ được bùa bảy sắc nữa. Diệp Huyên nói, Liên Thiển cô nương, tiên tri tiền bối có để lại bảo vật gì ở thế giới này không? Liên Thiển nói, thư phòng Vạn Duy,
đó là bảo vật tốt nhất chủ nhân để lại, nhưng ngươi không thể đi, vì thư phòng Vạn Duy ở bên trong học phủ Vạn Duy, ngươi đi chính là tự chui đầu vào lưới. Diệp Huyên cười khổ. Lúc này, Liên Thiển lại nói, còn một nơi nữa, sau này ngươi có thể đi thử vận may. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện thì lúc này, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện một lá bùa màu cam, trong lá bùa này có những con hỏa long lao xuống, sắc mặt Nguyên Mộc Thương bên dưới thay đổi, lão ta mở lòng bàn tay ra, một lá bùa màu tím xuất hiện, một khắc sau, một lá chắn màu vàng xuất hiện trên đầu lão ta, lúc này, những con hỏa long và mấy tia sét đều đánh thẳng lên trên tấm chắn vuông kia. Ầm ầm, lá chắn bắt đầu rung động kịch liệt, chẳng mấy chốc, trên lá chắn xuất hiện rất nhiều vết nứt, rõ ràng là sắp không chống đỡ được nữa. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên, thấy một ông lão đứng trên không trung, trước ngực trái của ông lão có một chữ phù nho nhỏ. Rõ ràng đây là phù Văn Tông. Lúc này, lá chắn màu vàng đột nhiên nứt ra, một con hỏa long đụng thẳng lên người Nguyên Mộc Thương. Ầm, Nguyên Mộc Thương bay ra ngoài. Ông lão trên không trung nhìn xuống Tề Võ, đi. Tề Võ trầm giọng nói, Tộc Thúc, nếu đã trở mặt với học viện Vạn Duy này thì sao không giết chết lão ta luôn đi? Ông lão lạnh lùng nói, ngu xuẩn, mang thứ kia đi, đừng trở về nhà họ Tề, đi phủ Văn Tông. Tề Võ hơi khó hiểu, vì sao? Ông lão lạnh lùng nhìn Tề Võ, người muốn hại chết nhà họ Tề à? Đây là thứ nhà họ Tề hoàn toàn không thể có được, mang nó đến phủ Văn Tông. Tề Võ do dự một chút, sau đó gật đầu, được. Nói xong, ông ta xoay người biến mất ở cuối chân trời. Nguyên Mộc Thương ở cách đó không xa nhìn ông lão trên không trung, Tề Phù, xem ra nhà họ Tề ông muốn đối đầu với thư viện Vạn Duy ta đúng không? Nói xong, lão ta cười dữ tợn, nhà họ Tề các ông thật sự muốn biến mất khỏi cõi đời này à? Vẻ mặt Tề Phù không chút cảm xúc, ông cho rằng lão Phu sẽ bị dọa sợ à? Nếu thư viện Vạn Duy của ngươi muốn thì cứ đến Phù Văn Tông đi. Nói xong, lão ta xoay người rời đi. Phù Văn Tông. Sắc mặt Nguyên Mộc Thương trở nên vô cùng khó coi. Như nghĩ đến điều gì, lão ta đột nhiên nhìn một vòng xung quanh. Diệp Huyên, ta biết ngươi ở trong bóng tối, lão Phu cho ngươi biết, ngươi. Lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên bay ra từ không gian trước mặt Nguyên Mộc Thương. Sắc mặt lão ta thay đổi, vừa định di chuyển thì lúc này. Một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện xung quanh lão ta, chẳng những thế, một chữ nhốt màu đỏ cũng xuất hiện trên đầu lão ta, hai lực lượng mạnh mẽ chấn áp lấy lão ta, sau đó, kiếm của Diệp Huyên xuyên thẳng qua cổ họng của lão ta. Xoẹt! Đầu của Nguyên Mộc Thương rơi xuống, nhưng linh hồn của lão ta vẫn không bị chém chết, có điều linh hồn của lão ta vừa xuất hiện thì một thanh kiếm đã xuất hiện trên đỉnh đầu, một khắc sau, linh hồn lão ta lập tức bị thanh kiếm hấp thu. Kiếm chấn hồn. Sau khi hấp thu linh hồn của Nguyên Mộc Thương, kiếm chấn hồn rung động kịch liệt, một lực lượng mạnh mẽ thoáng chốc lan ra khắp xung quanh. Diệp Huyên nhìn kiếm chấn hồn trước mặt, kiếm này càng ngày càng mạnh rồi. Kiếm chấn hồn khác với kiếm thiên chu, kiếm chấn hồn là do hắn từng chút cường hóa lên. Mà bây giờ, lực lượng của kiếm chấn hồn đã không thua gì thiên chu rồi. Đương nhiên là khi nhằm vào linh hồn. Nếu ở phương diện vật lý, kiếm thiên chu vẫn mạnh hơn. Diệp Huyên vung tay phải, nhẫn chứa đồ của Nguyên Mộc Thương bay vào tay hắn, hắn nhìn nơi Nguyên Mộc Thương biến mất, im lặng. Lúc này, Liên Thiển chợt lên tiếng, không ngờ ngươi lại có thể giết lão ta, dù lão ta đã bị thương, nhưng... Diệp Huyên đột nhiên nói, Liên Thiển cô nương, cô sai rồi. Không phải ta giết, là Tề Phù kia giết. Liên Thiển im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói, người đúng là nham hiểm. Trước đó, Tề Phù thật sự có thể giết chết Nguyên Mộc Thương. Nhưng ông ta không giết. Diệp Huyên biết ông ta không muốn khiến tình thế trở nên quá gay gắt. Phải biết rằng nếu Nguyên Mộc Thương này bị giết chết thì đồng nghĩa với việc nhà họ Tề và Thư viện Vạn Duy sẽ không còn cơ hội giảng hòa nữa. Vì thế, Tề Phù mới không giết chết Nguyên Mộc Thương. Sở dĩ Diệp Huyên ra tay là vì hai lý do, thứ nhất, học viện Vạn Duy này là kẻ thù của hắn, thứ hai, hắn muốn vũ trụ ngũ duy loạn hơn chút nữa. Nếu không loạn, những người này sẽ có thể liên thủ đối phó với hắn. Mà việc hắn phải làm bây giờ là khiến những thế lực này chém giết nhau. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn nhìn nhẫn chứa đồ trong tay, trong nhẫn chứa đồ có một lá bùa tím,
chính là lá bùa tím phòng ngự khi nãy. Ngoài ra còn có một vài tinh thạch to chừng nắm đấm. Liên Thiển đột nhiên nói, nguyên tinh, loại tinh thạch này không có tác dụng quá lớn với ngươi, vì nước suối sinh mệnh của ngươi còn tốt hơn nó không chỉ 10 lần. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế thật. Nói xong, hắn nhìn lá bùa tím trong tay, một lá bùa tím phòng ngự. Dù không tệ, nhưng hắn vẫn hơi coi thường. Bây giờ hắn chỉ có hứng thú với bùa cam thôi. Diệp Huyên cất lá bùa đi, xoay người biến mất. Học phủ Vạn Duy. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên bỏ mình, Trần Thiên đang ngồi đọc sách trong thư điện khựng lại. Trần Thiên im lặng một lát rồi nhẹ giọng hỏi, đã chết rồi sao? Lúc này, một ông lão chợt xuất hiện, ông lão gật đầu, chắc chắn đã chết rồi. Trần Thiên hỏi, ai làm? Ông lão đáp, có thể là tề phù của nhà họ Tề. Trần Thiên hơi nhíu mày, phù văn sư kia ư? Ông lão gật đầu, có lẽ là lão ta. Bây giờ có thể chắc chắn thứ kia đã nằm trong tay nhà họ Tề, mà nhà họ Tề đã mang bảo vật đó đến Phù Văn Tông rồi. Phù Văn Tông? Trần Thiên cười khẽ, thú vị thật, có người muốn khiến học viện Vạn Duy chúng ta liều mạng với Phù Văn Tông. Ông lão nói với giọng điệu nặng nề, phủ chủ, đây không phải là âm mưu mà là dương mưu. Bây giờ bảo vật kia đã rơi vào tay Phù Văn Tông, nếu chúng ta không cướp về, một khi để bọn họ thật sự khống chế cái tháp này. Khi đó, chúng ta... Nghe vậy, Trần Thiên im lặng. Ông lão lại nói tiếp, nghĩ theo hướng xấu, tuy thư phòng Vạn Duy này ở trong tay chúng ta, nhưng nếu bọn họ hợp tác với thế lực khác, khi đó, tình trạng của chúng ta sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Trần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, tìm Diệp Huyên. Ông lão nhìn về phía Trần Thiên nhẹ giọng nói, Tô Diệp, ông phải hiểu nếu không giải quyết người này, phiền phức sẽ không ngừng kéo đến. Phải tìm thấy người này trước, còn về tháp giới ngục kia, chỉ cần thư phòng Vạn Duy ở trong tay chúng ta, dù bọn họ có chìa khóa cũng phải đi cầu xin chúng ta. Mà việc cấp bách chúng ta phải làm bây giờ là tìm thấy Diệp Huyên, giải quyết hắn ta trước mới có thể trị tận gốc. Nếu không, dù chúng ta có giải quyết Phù Văn Tông thì vẫn sẽ có tông môn tiếp theo. Tô Diệp nói với giọng điệu nặng nề, nhưng làm sao để tìm cậu ta đây? Người này ẩn nấp rất giỏi. Nếu cậu ta không muốn xuất hiện thì chúng ta cũng hết cách. Trần Thiên cười nói, sở dĩ cậu ta đến vũ trụ ngũ duy này là vì cái gì? Vì cậu ta muốn mang chiến trường đến vũ trụ ngũ duy, không muốn liên lụy đến vũ trụ tứ duy. Cho nên muốn cậu ta xuất hiện chỉ có một cách, đó là chúng ta nhằm vào vũ trụ tứ duy, chỉ cần chúng ta làm thế, chắc chắn cậu ta sẽ xuất hiện. Nghe vậy, ông lão gật nhẹ đầu, ta hiểu rồi. Nói xong. Ông ta như nghĩ tới điều gì, lại nói, bây giờ vũ trụ tứ duy đã bị phong ấn, cao thủ âm dương cảnh cũng không thể xuống đó được, mà cao thủ dưới âm dương cảnh, e rằng đều không phải đối thủ của Diệp Huyên. Trần Thiên bấm tay, một mặt kính xuất hiện trước mặt ông lão. Thấy mặt kính, sắc mặt ông lão lập tức trở nên nặng nề, đây, đối phó với cậu ta phải sử dụng đến thần vật này ư. Kính Vạn Duy. Đây là một trong những bảo vật của Học viện Vạn Duy. Cũng là thần vật trước đây tiên tri để lại, có thể nói là chỉ đứng sau tháp giới ngục trong tay Diệp Huyên. Trần Thiên nhẹ giọng nói, đừng khinh thường cậu ta, cũng đừng sơ ý. Tô Diệp gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Khoảng một lúc lâu sau đó, một đám cao thủ của Học viện Vạn Duy đi tới chỗ phong ấn của vũ trụ tứ duy. Nhưng đây đều không phải cao thủ hàng đầu của Học viện Vạn Duy. Vì có phong ấn này, cao thủ thật sự của Học viện Vạn Duy hoàn toàn không có cách nào đi xuống cả. Người dẫn đầu chính là Tô Diệp. Tô Diệp nhìn xuống dưới, nhẹ giọng nói, Lâm Tú, nhớ kỹ, đừng khinh thường người này, thực lực người này mạnh hơn ngươi, nếu gặp phải thì lập tức sử dụng bảo vật kia. Tuyệt đối không thể cậy mạnh, hiểu chưa? Lâm Tú trầm giọng hỏi, Viện Tôn, tất cả chúng ta đều không bằng Diệp Huyên kia sao? Tô Diệp lắc đầu, cũng không phải không bằng cậu ta. Mà là người này xảo trá đa đoan, vì đề phòng bất chắc, nếu các ngươi gặp phải hắn thì lập tức sử dụng thứ này, đừng để hắn có cơ hội. Lâm Tú gật đầu, đã hiểu. Tô Diệp lại căn dặn, còn nữa, đừng khinh thường người bên dưới. Lâm Tú thi lễ, học trò hiểu, lần này xuống vũ trụ tứ duy nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tô Diệp gật đầu, lần này sở dĩ chọn ngươi là vì người trưởng thành chững chạc, đừng khiến phủ chủ thất vọng.
Lâm Tú lại thi lễ một lần nữa, nhất định sẽ không khiến phủ chủ và viện tôn thất vọng. Tô Diệp gật nhẹ đầu, đi đi. Lâm Tú dẫn mọi người rời đi. Tô Diệp nhìn xuống dưới, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Diệp Huyên. Ông ta cũng từng điều tra Diệp Huyên, có lẽ thực lực của tên này không quá đáng sợ, nhưng hắn thật sự rất biết sử dụng những thủ đoạn xấu xa. Giống như lần này, mấy thế lực và thư viện Vạn Duy đều bị Diệp Huyên hại, đặc biệt là Ma Đô, suýt chút đã bị tiêu diệt cả tộc. Mà thư viện Vạn Duy cũng bị gài bẫy mất đi một người đứng đầu võ viện, hơn nữa bây giờ còn có mâu thuẫn với Phủ Văn Tông. Đều do thiếu niên tên Diệp Huyên này gây ra. Nghĩ đến đây, Tô Diệp càng lo lắng hơn. Đám người Lâm Tú này thật sự có thể chống lại Diệp Huyên sao? Tô Diệp nhìn xuống dưới, vô cùng lo âu. Bên kia, Diệp Huyên vốn muốn đến Phủ Văn Tông chợt dừng lại, vì hắn nghe được tin thư viện Vạn Duy phái rất nhiều cao thủ đến vũ trụ tứ duy. Không cần nói cũng biết đây là tin thư viện Vạn Duy tung ra. Diệp Huyên biết bọn họ muốn ép hắn trở về. Mà hắn cũng không thể không trở về. Có điều cũng may bây giờ những cao thủ hàng đầu của vũ trụ ngũ duy vẫn không thể tiến vào vũ trụ tứ duy. Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người rời đi. Trở về vũ trụ tứ duy. Lưỡng giới thiên. Sau khi đi xuống từ ngũ duy, đám người Lâm Tú đều đang tò mò quan sát thế giới xung quanh. Lúc này, một người đàn ông bên cạnh Lâm Tú chợt cất lời, Lâm Tú học trưởng, không gian của vũ trụ tứ duy này thật quá yếu ớt. Hơn nữa linh khí ở nơi này còn có quá nhiều tạp chất, hoàn toàn không thuần khiết chút nào. Lâm Tú nhìn một vòng xung quanh, gật đầu, đúng là không bằng ngũ duy. Nhưng cũng đừng khinh thường người ở đây. Người đàn ông gật đầu, đương nhiên sẽ không, nếu Diệp Huyên kia dễ đối phó, mấy người viện tôn cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Lâm Tú gật nhẹ đầu, muốn ép Diệp Huyên này xuất hiện chỉ có một cách, đó là đi tới bắc cảnh của đại thế giới huyền hoàng. Nhưng theo tài liệu chúng ta có, bắc cảnh này ngoài Diệp Huyên còn có mấy cao thủ nữa, như An Lan Tú kia, còn có Tiểu Thất, một người tên Mạc Tà và cô gái tên Liên Vạn Lý. Thực lực của bốn người này đều không yếu, nếu gặp phải, các ngươi không được sơ suất. Đương nhiên, chúng ta cũng không thua kém gì bọn họ, đừng xem thường kẻ thù là được. Người đàn ông gật đầu, đương nhiên là không rồi. Lâm Tú nhìn về phía chân trời xa xa, nhẹ giọng nói, vậy đi thôi. Nói xong, hắn ta biến thành một tia sáng trắng biến mất. Mấy người sau lưng hắn ta cũng vội vàng đi theo. Tổng cộng có 9 người. Không lâu sau đó, 9 người tiến vào phạm vi của đại thế giới huyền hoàng. Bọn họ chạy thẳng đến bắc cảnh, chẳng mấy chốc đã đi tới Thiên Giang Thành. Lâm Tú đứng bên trên nhìn xuống dưới thành, lúc này, mấy hơi thở mạnh mẽ chợt bay lên từ phía dưới, chẳng mấy chốc, mấy người An Lan Tú xuất hiện trước mặt đám người Lâm Tú. Không chỉ có 3 người An Lan Tú, mấy người Hy Hoàng, Trúc Lâm Lão Nhân và Trần Các Lão cũng có mặt. Lâm Tú nhìn đám người An Lan Tú, Diệp Huyên có ở đây không? Tiểu Thất bước ra, các ngươi đến tìm hắn à? Lâm Tú gật đầu. Tiểu Thất đáp, hắn không có ở đây. Lâm Tú gật đầu, không sao, giết các ngươi, hắn sẽ xuất hiện thôi. Tiểu Thất cười khẽ, người của Ngũ Duy nói chuyện hùng hồn thế à? Lâm Tú đi về phía Tiểu Thất, không phải nói chuyện hùng hồn mà là chúng ta có năng lực này. Nếu không tin, bây giờ ta sẽ chứng minh cho cô thấy. Dứt lời, hắn ta đột nhiên biến mất, một khắc sau, một tia thương mang xuất hiện trước mặt Tiểu Thất. Tiểu Thất híp mắt lại, nàng ta rút kiếm chém một nhát. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, hai người đồng thời lùi lại, trong lúc lùi lại, Tiểu Thất đột nhiên mở tay phải. Kiếm trong tay nàng ta biến thành phi kiếm bay ra với tốc độ vô cùng nhanh, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Lâm Tú. Lúc này, Lâm Tú cũng mở tay phải, một lá bùa tím xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta, một khắc sau, hắn ta nắm chặt tay lại, nhốt. Dứt lời, không gian trước mặt hắn ta lập tức biến thành một lồng giam không gian, mà thanh kiếm đó của Tiểu Thất đã bị lồng giam không gian đó nhốt lại. Tiểu Thất chợt chắp hai tay, bước về phía trước một bước, phá. Dứt lời, trường kiếm trong lồng giam không gian chợt bộc phát ra một tia kiếm mang, một khắc sau, trường kiếm phá lồng, chém thẳng về phía Lâm Tú. Trong mắt Lâm Tú lộ vẻ ngạc nhiên, hắn không ngờ kiếm của cô gái trước mặt lại có thể chém phá bùa tím của mình. Vẻ mặt Lâm Tú bình tĩnh trở lại,
khi thanh kiếm bay gần tới đầu hắn ta đột nhiên mở hai tay ra, một thanh trường thương nhanh như chớp bay ra từ trong tay hắn ta. Ầm! Một tiếng nổ như sấm vang vọng trên đầu Lâm Tú. Kiếm của Tiểu Thất bị chặn lại, lúc này, Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tú, Lâm Tú hơi nhếch môi, một lá bùa bay ra từ giữa chân mày hắn ta. Bùa cam! Lá bùa này vừa xuất hiện, một ngọn lửa lập tức cháy lên, tốc độ vô cùng nhanh, Tiểu Thất hơi nhíu mày, vung kiếm chém một phát, một tia kiếm quang bay ra, có điều kiếm quang chỉ vừa mới chạm vào ngọn lửa đã lập tức biến mất, mà bản thân Tiểu Thất cũng thoáng chốc bị ngọn lửa bao phủ. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh giật mình. Tiểu Thất đứng trong ngọn lửa trợn tròn mắt, một hình ảnh chợt xuất hiện trong đầu nàng ta. Vùng tinh không kia, cô gái mặc váy trắng kia. Thời điểm nhóm người An Lan Tú vào tới cũng là lúc Tiểu Thất gầm lên trong ngọn lửa, không? Ta chính là ta. Nàng ta vừa dứt lời, một chùm kiếm quang đã tuôn trào ra từ ngọn lửa. Uỳnh! Ngọn lửa bị kiếm quang gạt phăng đi, sau đó lại một tia kiếm quang vút ra chém vào người Lâm Tú. Hắn ta hoảng sợ, vội vàng đưa thương ra đỡ. Ầm! Nào ngờ lại bị đánh bay. Tầm mắt mọi người đổ dồn vào Tiểu Thất, chỉ thấy nàng ta cầm kiếm đi về phía Lâm Tú, trong mắt lóe lên hai tia kiếm quang như sấm giật. Đột phá rồi! Ngay cả An Lan Tú và Liên Vạn Lý đều không ngờ Tiểu Thất sẽ đột phá vào lúc này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phải công nhận một điều rằng Tiểu Thất và Diệp Huyên chính là hai kiếm tu yêu nghiệt nhất thế hệ trẻ của vũ trụ tứ duy. Ở nơi xa, Lâm Tú gạt đi vệt máu nơi khóe miệng, nhìn Tiểu Thất với vẻ ngưng trọng. Hắn ta vốn cho rằng đối thủ của mình ở tứ duy là Diệp Huyên, nào ngờ thực lực của con bé này lại mạnh mẽ đến vậy, đến mức có thể chống lại bùa cam của hắn ta. Yêu nghiệt vô cùng. Lâm Tú nhìn Tiểu Thất, tay siết chặt trường thương. Bỗng, bùa cam hóa thành một ngọn lửa dung nhập vào cây thương. Uỳnh! Vũ khí trong tay hắn ta biến thành một ngọn thương lửa, toàn thân được lửa đỏ bao trùm, thân thương như tạo thành từ nham thạch, tản ra sức nóng mạnh mẽ kinh người. Tiểu Thất nhìn Lâm Tú chằm chằm, thanh kiếm trong tay bắt đầu chấn động. Lâm Tú nhắm mắt lại rồi bất thành lình mở ra khi Tiểu Thất còn cách hắn ta năm trượng. A! Sau một tiếng gầm, ngọn thương xé gió lao tới, đốt trụi không gian trên đường nó đi qua, trực chỉ Tiểu Thất. Nàng ta chỉ dừng bước, khẽ nói, tâm ta tức kiếm, chém. Xoẹt! Trong mắt những người khác, một tia kiếm quang bỗng chém thẳng vào thân thương. Uỳnh! Ngọn thương run lên bần bật, vô số ngọn lửa túa ra. Kiếm quang đối lập cùng ánh lửa, nhưng không lâu sau, một tiếng rắc đã vang lên khi thứ gì đó gãy lìa. Kiếm quang chém xuyên qua ngọn lửa, thẳng hướng Lâm Tú. Thấy nó lìa tới, Lâm Tú không khỏi nheo mắt lại. Bùa cam lại xuất hiện giữa chân mày hắn, sau đó là một tấm khiên khổng lồ ngăn cản trước mặt. Kiếm đến. Ầm. Tấm khiên chấn động điên cuồng. Lâm Tú liên tục thối lui. Tiểu Thất bỗng mở tay phải ra, nhẹ nhàng vung lên về hắn ta chém. Vô số phi kiếm xuất hiện từ bốn phương tám hướng đâm vào Lâm Tú. Khóe môi hắn ta cong lên đầy dữ tợn, tay siết chặt bùa phòng ngự màu cam trong tay, ngự. Vừa dứt lời, một luồng hào quang chói lọi màu cam đã bọc lấy thân thể hắn ta, không gian bốn phía cũng dần dần cô đọng lại quanh Lâm Tú. Ầm 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 ầm. Những tiếng nổ đinh tai không ngừng vang lên, trên luồng hào quang màu cam kia nhanh chóng xuất hiện những vết rạn bé như vết chân chim. Thấy vậy, các học sinh học viện Vạn Duy đồng loạt xa sầm mặt. Sức mạnh của người tên Tiểu Thất này quả thật nằm ngoài dự đoán của họ. Không cần dựa vào bùa chú nào mà đã kinh khủng đến vậy, cho dù ở vũ trụ ngũ duy cũng được xếp vào những thiên tài hàng đầu. Bên kia, vô số kiếm khí vẫn không ngừng bay múa chém vào người Lâm Tú như vô cùng vô tận, khiến cho vết nứt trên hào quang quanh hắn ta càng lúc càng lớn. Bên trong hào quang, sắc mặt Lâm Tú càng lúc càng trở nên tăm tối. Hắn ta biết nếu cứ tiếp tục thế này, kiếm tu kia sẽ bào mòn sức lực hắn ta đến chết. Nhưng hắn ta lại không còn cách nào khác, bởi chỉ cần thu tấm khiên về, kết cục chờ đợi hắn ta là chính là vạn kiếm xuyên tim. Đến đây, Lâm Tú bỗng bình tĩnh lại. Càng bị đẩy vào tuyệt cảnh càng phải tỉnh táo, bằng không sẽ chết nhanh hơn. Sử dụng bảo vật kia chăng? Lâm Tú lắc đầu, không được, món đó phải để dành cho Diệp Huyên. Đúng lúc ấy,
Tiểu Thất chợt biến mất khỏi vị trí đằng xa rồi xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tú. Nàng ta vung kiếm lên, đâm thẳng vào hào quang màu cam. Duỳnh! Hào quang run lên, một vết nứt vỡ xuất hiện. Tiểu Thất lại vung kiếm. Ầm! Toàn bộ luồng hào quang bị chẻ nát bấy, Lâm Tú không ngừng lui bước. Tiểu Thất chỉ nhẹ nhàng dẫm chân một cái, hóa thành kiếm quang phóng vút ra. Xoẹt! Thấy kiếm quang lóe lên, Lâm Tú kinh hãi biến sắc, bởi hắn ta biết mình không thể đỡ được một chiêu này. Hết cách, hắn ta đành hô lên, ra tay. Tám người phía sau đồng loạt lao lên. Ầm! Kiếm quang của Tiểu Thất nát vụn. Nàng ta chỉ nhìn nhóm Lâm Tú, không tiếp tục tấn công. Lâm Tú lau đi vết máu bên khóe môi, ngươi là người phương nào? Tiểu Thất không trả lời mà chỉ bước sang bên, khẽ nói ta muốn hấp thu một chút. Sau đó nàng ta ngồi xếp bằng trong hư không, chậm rãi nhắm mặt lại. Liên Vạn Lý bỗng huýt huýt Tiểu Thất, Tiểu Thất. Thấy Tiểu Thất quay lại, nàng ta tròn mắt, cô vẫn còn là Tiểu Thất chứ? Tiểu Thất chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục tham ngộ. Liên Vạn Lý lại bật cười. Vẫn là Tiểu Thất như xưa. Ở nơi xa, Lâm Tú nhìn Tiểu Thất chằm chằm. Trong tài liệu của Viện Tôn đưa cho, Diệp Huyên mới là kẻ hắn ta cần đề phòng nhất, nhưng không ngờ sức mạnh của cô gái nhỏ này cũng kinh khủng vô cùng. Mà nàng ta lại không cần mượn sức từ phù văn hay bất kỳ thuật thần thông nào. Đáng sợ còn hơn cả đáng sợ nữa. An Lan Tú nhìn Lâm Tú, hỏi, đánh nữa không? Một người đàn ông có vẻ muốn ra tay nhưng Lâm Tú lại lắc đầu. Bọn họ đều là những người kiệt xuất nhất của thế hệ trẻ ở vũ trụ tứ duy, người không phải đối thủ của họ. Người kia hạ giọng, ta có hai bùa tím. Lâm Tú, bọn họ không ỷ vào bùa chú. Hắn ta đã nhìn ra có lẽ vì nghèo nên người ở thế giới này căn bản không có bùa chú, nhưng đó lại không phải là chuyện xấu. Bởi vì những ai không dựa vào bùa chú mà trưởng thành sẽ sở hữu chiến lực kinh khủng hơn nhiều. Đó là khuyết điểm của tứ duy. Lại cũng là ưu thế của tứ duy. Lâm Tú thu hồi suy nghĩ, nhìn bốn phía rồi hỏi, Diệp Huyên đâu? Con át chủ bài cuối cùng của hắn ta để lại cho người này. An Lan Tú nhìn hắn ta, đang định mở miệng thì nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu. Nàng ngẩn ra một phen trước khi nói, huynh ấy đang trên đường trở lại. Lâm Tú im lặng một hồi rồi đưa người của mình rời đi. Liên Vạn Lý lên tiếng, có ở lại không? An Lan Tú lắc đầu. Liên Vạn Lý gật đầu rồi lui sang đứng bên Tiểu Thất. An Lan Tú nhìn theo nhóm người Lâm Tú, không nói gì. Ở nơi xa, nhóm người Lâm Tú trực tiếp rời khỏi phạm vi bắc cảnh. Trong một cụm mây nọ, Lâm Tú ngồi xếp bằng với một bùa tím lơ lửng trước ngực đang chữa thương cho hắn ta. Sắc mặt các học sinh học viện Vạn Duy phía sau đều âm u vô cùng. Lâm Tú đã bại trận. Hơn nữa còn bại dưới tay một cô gái nhỏ chứ không phải Diệp Huyên. Mà theo như lời đồn thì Diệp Huyên còn mạnh hơn cô bé ấy, vậy hắn phải mạnh đến đâu cơ chứ? Trong lòng họ như có những hòn đá tảng đè nặng trĩu. Lâm Tú cũng ưu sầu không thôi. Hắn ta vốn định đến bắc cảnh để lợi dụng bạn bè của Diệp Huyên bắt hắn xuất hiện, nào ngờ những người đó lại mạnh đến vậy. Hắn ta không chỉ không thể bắt Diệp Huyên lộ mặt mà còn bị đánh bại. Ảnh hưởng rất nặng nề đến tinh thần người khác. Thua ta rồi. Lâm Tú lắc đầu, đoạn tập trung chữa thương. Khoảng nửa giờ sau, hắn ta đứng lên, nhìn bốn phía một lượt rồi nói, Diệp Huyên có thể đã trở lại, mọi người cẩn thận một chút. Tất cả bày ra vẻ đề phòng. Nào ngờ đúng lúc ấy, cái đầu của một người nam đứng sau Lâm Tú đã bay ra ngoài. Tất cả mọi người kinh hãi. Lâm Tú giơ thương đâm về bên phải khiến không gian nơi ấy vỡ vụn, nhưng không trúng bất kỳ thứ gì. Bốn bề lặng phắc, có thể nghe được tiếng kim rơi. Gương mặt Lâm Tú xa sầm, lạnh lùng nhìn bốn phía, Diệp Huyên, có dám ra đây? Lại một tên học sinh khác mất đầu. Phụt, máu phun như suối. Nhưng hung thủ vẫn không hề hiện thân. Nỗi sợ hãi trong lòng mọi người lên tới đỉnh điểm. Lâm Tú bỗng thét lên, Diệp Huyên, có bản lĩnh thì bước ra. Xoẹt, lại một cái đầu nữa bay ra phía sau hắn ta. Lâm Tú xoay người, rút. Hắn ta vừa dứt lời, tất cả đã biến mất ở cuối vũ trụ, trở lại ngũ duy. Lâm Tú biết nếu Diệp Huyên không hiện thân mà cứ tiếp tục ám sát thì hắn ta cũng không biết phải làm thế nào,
chỉ còn một cách là trở về vũ trụ ngũ duy. Còn nhiệm vụ ư, hắn ta không rảnh quan tâm nhiều đến vậy, còn sống mới là quan trọng nhất. Đoàn người nhanh chóng đi đến lưỡng giới thiên, nhưng khi đến nơi thì chỉ còn lại 4 người. Trên suốt chặng đường, họ chưa một lần nhìn thấy Diệp Huyên. Khi họ đặt chân đến trước lớp phong ấn cũng là lúc hai cái thủ cấp nữa bay véo đi, chỉ còn lại 2 người cuối cùng. Lâm Tú bỗng dừng bước khi cảm nhận được một luồng khí tức bao phủ lấy mình. Hắn ta nói với 2 người còn lại, các ngươi đi đi. Thấy họ lắc đầu, hắn ta phẫn nộ quát lên, đi mau. 2 người kia tỏ vẻ do dự, nhưng vừa định nhấc chân rời đi thì một người trong đó đã bị một thanh kiếm chém ngang yết hầu. Véo! Đầu hắn văng ra xa. Người còn lại kinh hãi tột độ, lập tức co giò bỏ chạy. Nhưng gã vừa đặt chân đến trước lớp phong ấn thì đã bị một thanh kiếm đâm thủng ngực. Chứng kiến một màn này, đôi mắt Lâm Tú chậm rãi khép lại. Đúng lúc ấy, một người thanh niên xuất hiện trước mặt hắn ta. Người này mặc trường bào màu mây trắng, trong tay cầm một thanh kiếm. Chính là Diệp Huyên. Lâm Tú nhìn hắn, dở giọng châm biếm, ngươi là kiếm khách hay thích khách thế? Diệp Huyên cong môi cười, đang định mở miệng thì hắn ta đã gầm lên, kính vạn duy. Một tấm kính bay ra từ trước ngực Lâm Tú. Nhưng Diệp Huyên vẫn bình tĩnh, tựa như đã có chuẩn bị từ trước. Giết Lâm Tú không phải là ý của Diệp Huyên mà là của Liên Thiển. Hắn không biết vì sao nàng ta lại đưa ra chủ ý này, chỉ biết nàng sẽ không hại hắn. Nhìn thấy vật tên kính vạn duy ấy, sắc mặt hắn đanh lại, trực giác gào lên 2 chữ. Nguy hiểm! Bỗng nhiên, giọng Liên Thiển truyền ra trong đầu hắn, đúng là kính vạn duy của thế giới này. Liên Thiển cô nương biết nó sao? Diệp Huyên hỏi. Quen thuộc nữa là đằng khác, bởi vì sức mạnh trong nó ban đầu do chính ta phong ấn vào. Diệp Huyên hạ giọng, kính này nguy hiểm. Liên Thiển, đương nhiên là nguy hiểm rồi. Ở thư viện Vạn Duy, nó chỉ kém tòa tháp của ngươi một chút. Diệp Huyên không khỏi nhìn tấm kính, vậy bây giờ nên làm thế nào đây? Đừng chống cự. Nghe lời Liên Thiển, Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Đối diện hắn, Lâm Tú bỗng gằn giọng, Diệp Huyên, ngươi sẽ phải trả cái giá thảm khốc vì sự tự cao này. Nói xong, hắn ta khởi động kính Vạn Duy. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng sáng trắng bao lấy Diệp Huyên khi hắn hoàn toàn không tránh né. Không gian quanh hắn lập tức chồng lên từng tầng trùng điệp, biến thành hình thù kỳ dị vô cùng. Diệp Huyên đứng giữa không gian đó. Không, phải nói rằng hắn cảm thấy mình đang đứng ở vô số không gian, tựa như bị không gian chia thành từng mảnh nhỏ. Hoang đường là vậy, nhưng cũng vô cùng chân thực. Diệp Huyên cả kinh, Liên Thiển cô nương. Bỗng nhiên. Liên Thiển xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn bốn phía một lượt rồi mở tay ra, khẽ nói, thu. Nàng ta vừa dứt lời, không gian khắp nơi bắt đầu run lên. Đúng lúc ấy, một đốm sáng trắng hiện ra trước mặt nàng ta, A Thiển. Liên Thiển gật đầu, Tiểu Duy, lâu rồi không gặp. Đốm sáng trông có vẻ phấn khởi, đúng là ngươi rồi. Liên Thiển nở nụ cười nhàn nhạt, chính là ta đây. Ngươi thả bạn của ta ra trước đã nhé. Được. Đốm sáng vừa dứt lời, không gian quanh Diệp Huyên đã trở lại bình thường, khiến hắn không khỏi nhìn nó với vẻ kiêng kỵ sâu trong mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, hắn thật sự đã ngửi được mùi của cái chết. Đốm sáng kia xà đến bên Liên Thiển, tíu tít đầy thân mật, đại tỷ đâu? Đại tỷ có ở cùng ngươi không? Nàng ta lắc đầu, đại tỷ không có ở đây, nhưng đến lúc thì nàng ấy sẽ xuất hiện. Đốm sáng hưng phấn, được. Khi ấy chúng ta lại có thể đoàn tụ rồi. Liên Thiển, Tiểu Duy, sao ngươi lại thần phục tên Trần Thiên kia? Hắn ép ngươi ư? Tiểu Duy, không, hắn nói sẽ giúp ta tìm các ngươi nên ta mới đi theo đó. Liên Thiển hạ giọng, vậy từ giờ ngươi đi theo chúng ta nhé. Tiểu Duy đáp không hề do dự, được, sau này ta theo ngươi. Nghe vậy, khóe môi Diệp Huyên khẽ cong lên. Một sự bổ sung quá tốt. Liên Thiển đưa tay ra, đốm sáng lập tức dung nhập vào, sau đó nàng ta cũng biến mất. Bởi vì tháp giới ngục đã không còn do Diệp Huyên nắm giữ nữa nên Tiểu Linh Nhi và nhóm Liên Thiển đều trú ngụ trong không gian do nàng ta tạo ra, không gây ảnh hưởng gì, chỉ có thể nói là rất tốt. Khi Diệp Huyên xuất hiện lại trước mặt Lâm Tú, hắn ta đã trắng bệch như vôi, ngươi. Sao có thể?
Diệp Huyên liếc hắn ta một cái rồi biến mất. Lâm Tú biến sắc, cuống quýt phung thương sang ngang. Xoẹt! Tiếng chém vang lên, cây thương trong tay hắn ta bị chẻ làm đôi. Ngay sau đó, một luồng kiếm mang đã dừng lại ngay giữa mày khiến Lâm Tú cứng đờ. Một giọng nói chất chứa phẫn nộ thét lên từ lớp phòng ấn kia, Diệp Huyên. Hắn ngẩng đầu, nhìn viện tôn của học viện Vạn Duy sau phòng ấn trước khi vung kiếm. Xoẹt! Đầu của Lâm Tú bay ra ngoài. Diệp Huyên hạ kiếm xuống, đưa nó đến trước mặt viện tôn trong một tiếng huỵch. Hắn nhìn gương mặt lạnh như băng của viện tôn, nói, học viện Vạn Duy đưa lễ lớn, ta đây liền nhận. Thay ta truyền lời cho Trần Thiên, rằng Diệp Huyên cảm ơn. Hắn nói xong thì xoay người rời đi, để lại viện tôn với gương mặt xấu xí vô cùng. Chấm chấm chấm. Khi Diệp Huyên trở lại đại thế giới huyền hoàng, vừa đặt chân vào bắc cảnh, Hy Hoàng và Trúc Lâm lão nhân đã tìm đến. Diệp Huyên, hai vị tiền bối muốn hỏi về vũ trụ ngũ duy. Hy Hoàng gật đầu, đúng vậy, tiểu hữu đã đến đó, thấy nó thế nào? Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi nói, văn minh võ đạo nơi đó quả thật tân tiến hơn chúng ta nhiều, không chỉ vậy còn có phù văn đạo, đan đạo, chú khí đạo. Ta đã chứng kiến sự lợi hại của phù văn đạo, ngày sau nếu hai vị tiền bối gặp phải những người cầm bùa tím thì phải cẩn thận, nếu là bùa cam thì càng phải để tâm. Hy Hoàng do dự, bây giờ chúng ta có thể đi không? Diệp Huyên lắc đầu, tốt nhất không nên, bởi vì sau phong ấn ấy là cường giả học viện Vạn Duy trấn thủ. Ta sở dĩ có thể dễ dàng đi vào là nhờ có phương thức ẩn nấp đặc biệt. Nghe vậy, sắc mặt Hy Hoàng không khỏi trở nên ảm đạm. Diệp Huyên, hai vị tiền bối đừng nản chí, sẽ đến lúc mọi người đều có thể đến đó. Thấy họ nhìn sang, hắn tiếp lời, ta đang nghĩ cách giải quyết mối nguy đối với vũ trụ tứ duy chúng ta, đợi hoàn thành rồi thì có thể đến ngũ duy lúc nào tùy thích. Hy Hoàng gật đầu, đúng vậy. Việc cần gấp bây giờ là tìm cách bảo vệ vũ trụ tứ duy. Diệp Huyên, hai vị tiền bối, sau khi xử lý mọi chuyện ở đây rồi, ta sẽ lại đi ngũ duy một chuyến. Đợi khi thời cơ thích hợp, ta sẽ thông báo cho chư vị, sau đó mọi người đều có thể đi. Hy Hoàng lập tức ôm quyền, ta thay mặt cường giả lưỡng giới thiên cảm ơn tiểu hữu Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu, nói đúng ra là ta liên lụy đến các vị mới phải. Hy Hoàng lắc đầu mỉm cười, không thể nói vậy được. Nếu không có tiểu hữu, cấm chế ngũ duy này sẽ vĩnh viễn không được giải trừ, nếu có thì chúng ta e rằng cũng đã bỏ mạng trong tay người ngũ duy nếu không nhờ tiểu hữu ngăn cản. Tóm lại, người tứ duy chúng ta phải đoàn kết lại, chỉ có đoàn kết mới có thể sống. Diệp Huyên gật đầu, phải đoàn kết lại. Hai vị tiền bối, trong thời gian ta vắng mặt ở vũ trụ tứ duy, đại thế giới huyền hoàng này đành làm phiền hai vị giúp đỡ coi sóc. Hy Hoàng cười, chuyện nhỏ mà thôi. Một hồi sau, hai người họ rời đi. Tiểu Thất, An Lan Tú và Liên Vạn Lý bước vào. Diệp Huyên xòe tay ra, trong đó có hai bùa tím và một bùa cam, mọi người chọn đi. Ba người nhìn chúng, nhưng không ai có động tác gì. Tiểu Thất lên tiếng khi Diệp Huyên vừa định mở miệng, đồ vật này tuy mạnh nhưng không thuộc về mình, dùng càng ít càng tốt. An Lan Tú gật đầu đồng ý. Liên Vạn Lý lại cầm ba lá bùa lên, nhìn sang hai người con gái còn lại, mấy thứ này đều là đồ tốt, cho dù không dùng thì ngày sau đem đi bán cũng được giá cao. Cả ba. Bỗng Tiểu Thất lên tiếng, ngũ duy thế nào? Diệp Huyên cười, cũng chỉ thế thôi. Các cô muốn đi à? Tiểu Thất lắc đầu, đợi ngươi giải quyết thư viện Vạn Duy đi đã, bằng không nếu chúng phái người đến đây, sẽ không ai có thể chống lại. Diệp Huyên gật đầu. Quả thật nếu không có nhóm Tiểu Thất ở đây, hắn không có cách nào an tâm. Về phần giải quyết thư viện Vạn Duy, Diệp Huyên lắc đầu, hắn của hiện tại chưa có năng lực ấy, chỉ có thể đấu trí chứ không thể đấu dũng. Hơn nữa, tầng phong ấn kia chỉ kéo dài nhiều nhất là một tháng, sau đó sẽ không còn gì có thể ngăn cản vũ trụ ngũ duy được nữa. Tình hình của vũ trụ tứ duy khi ấy sẽ càng trở nên gian khổ. Diệp Huyên quyết định phải trở lại vũ trụ ngũ duy. Bèn nói với ba cô gái, ta phải trở lại nơi đó. Tiểu Thất gật nhẹ, cẩn thận, nếu có gì không ổn thì lập tức trở về, biết chưa? Diệp Huyên cười, yên tâm đi, đánh không lại là ta chuồn ngay. Tiểu Thất, hết thảy cẩn trọng. Diệp Huyên, các cô cũng vậy, nhớ chờ tin của ta. Khi thời cơ đến, mọi người sẽ được đến ngũ duy.
An Lan Tú gật đầu, chúng ta đợi tin huynh. Diệp Huyên rời khỏi phòng sau đó. Bên trong, Tiểu Thất khẽ nói, một khi tầng phong ấn kia hoàn toàn biến mất thì sẽ không còn gì chắn giữa vũ trụ tứ duy và ngũ duy nữa. Liên Vạn Lý, cô lo cho tứ duy. Tiểu Thất gật đầu, đương nhiên, bởi vì chúng ta yếu hơn họ. Liên Vạn Lý khẽ tán đồng, quả thật là vậy. Nhưng thôi, đừng nghĩ nhiều, đi tới đâu tính tới đó. Bổn vương cũng không muốn phải nhọc lòng vì những chuyện này. Tiểu Thất lắc đầu, cô đúng là tự do tự tại thật. Liên Vạn Lý bật cười, sống trên đời thì phải phóng khoáng mới đúng. Tiểu Thất đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nói rất hay, nhưng thường thì sẽ không được như ý muốn. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi Bắc Cảnh, Diệp Huyên lại trở về vũ trụ ngũ duy. Tháp giới ngục đã rơi vào tay Phù Văn Tông, hắn nhất định phải đến đó, bởi vì hắn biết thư viện Vạn Duy chắc chắn sẽ không ngồi yên. Một khi Phù Văn Tông hoàn toàn nắm giữ bảo vật ấy trong tay, thư viện Vạn Duy không vui là điều tất nhiên. Nhưng cũng có khả năng bọn họ sẽ không tiếc mọi giá mà nhằm vào hắn, vì vậy hắn phải đến Phù Văn Tông, tìm cách cho hai thế lực này đánh nhau. Chấm chấm chấm. Ở học phủ Vạn Duy, Trần Thiên đang lật xem một quyển sách cổ, viện tôn đứng trước mặt y một hồi lâu mới mở miệng, ta đi một chuyến. Thấy Trần Thiên không nói gì, viện tôn tiếp lời, ta có thể tự hạ cảnh giới, xuống đó một chuyến. Trần Thiên nhấc mắt nhìn viện tôn, chợt nhớ lại lời cô gái váy trắng kia nói, vũ trụ tứ duy do nàng ta che chở. Một hồi sau, y mỉm cười, để ta chống mắt lên xem ả che chở thế nào. Đoạn nói với viện tôn, người đi đi. Viện tôn gật đầu rồi lùi xuống. Qua một hồi sau, ông ta đã tự áp chế cảnh giới của mình, đi đến vũ trụ tứ duy. Lưỡng giới thiên. Sau khi xuất hiện, viện tôn do dự trong một thoáng rồi khôi phục cảnh giới. Một luồng sức mạnh hùng hậu tuôn ra từ trong thân thể, khiến toàn bộ vũ trụ chấn động kịch liệt trong nháy mắt. Cùng lúc ấy, ở trong lòng vũ trụ sâu thẳm, một cô gái váy trắng chợt dừng bước. Quay đầu lại cất giọng, chẳng lẽ ta đã quá nhân từ? Trong vũ trụ, cô gái váy trắng quay đầu, ánh mắt tựa như lưỡi kiếm đâm thủng ngân hà. Tại lưỡng giới thiên, viện tôn vừa khôi phục cảnh giới như cảm nhận được gì đó mà biến sắc. Ông ta xoay lại nhìn, sau đó siết chặt nắm tay, tinh hà ngự. Ánh sao từ bốn phương tám hướng trong vũ trụ đổ dồn vào viện tôn, chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy ông ta. Giờ phút này, viện tôn đã nắm trong tay sức mạnh của ánh sao trong vũ trụ, vạn tinh chi lực. Đúng lúc ấy, một luồng kiếm quang xé nát không gian lao đến. Trước ánh sao lấp lánh, nó bé nhỏ và mỏng manh nhường nào, vậy mà lại xé toang ánh sao dễ như trẻ tre, khiến chúng nhanh chóng lụi tàn. Xoẹt! Luồng kiếm quang trực tiếp xuyên thẳng qua giữa trán viện tôn, khiến cả người ông ta cứng đờ như tượng đá, hai mắt trợn trừng đầy khó tin. Bị giết rồi ư? Nếu không phải cảm nhận được sức sống trong cơ thể mình đang dần dần rút đi, ông ta sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Ông ta đã bị giết trong chớp mắt. Thật hoang đường, nhiều năm tu hành như vậy lại chẳng thể chống cự trước một kiếm này dù chỉ một chút. Đáng buồn biết bao, nực cười biết bao. Viện tôn ngẩng đầu, nhìn lên tầng phong ấn, người này. Lời còn chưa dứt, ông ta đã hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau, trên đời lẫn trong luân hồi sẽ không còn người tên viện tôn này nữa. Xóa sạch tất cả sự sống. Trong học phủ Vạn Duy sau lớp phong ấn, Trần Thiên đang lật sách bỗng dừng lại. Sau một hồi trầm tư, y mới thấp giọng nói, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Chấm chấm chấm. Trong vũ trụ, cô gái váy trắng thu tầm mắt về. Nàng ấy đưa mắt sang vũ trụ ngũ duy, một tia kiếm quang lượn lờ quanh ngón tay đang cong lại. Đương lúc chuẩn bị ra tay, nàng như nghĩ đến gì đó mà dừng lại. Nàng ấy đang nghĩ, Diệp Huyên hiện đã đến vũ trụ ngũ duy, mình mà tung ra một kiếm này có khi nào cũng tiêu diệt luôn cả hắn không? Hắn có đỡ được chiêu này của mình không? Nghĩ đến đây, nàng ấy quyết định không rút kiếm. Một hồi sau, nàng lại cất bước đi về trước, quanh nàng là những sợi dây mắt thường không nhìn thấy được răng khắp nơi, tất cả đều tập trung lên người nàng. Chúng chính là mối dây nhân quả. Càng đi về trước, số dây càng xuất hiện chằng chịt, đến nỗi đã quấn thành một cái kén quanh cô gái váy trắng. Bỗng nàng ấy dừng lại, mở tay ra, để lộ một sợi dây nhỏ. Từ nó, nàng nhìn thấy được. Khe núi,
cậu bé, cô bé. Trước mặt nàng, những sợi dây giống hệt như vậy xuất hiện càng lúc càng nhiều. Một chốc sau, cô gái thu mối dây trong tay lại, khẽ nói, đây là nơi bắt đầu của ta, lại không phải của ngươi. Đôi mắt nàng ấy dõi về phía xa xăm, đời này, để ta bảo vệ ngươi. Cô gái trong chiếc váy trắng lại cất bước đi trong vũ trụ, với ngày càng nhiều dây nhân quả trên người. Váy lụa trắng tựa tiên tử, lại không vì trường sinh, chẳng vì tiên. Không biết đường trước mặt, chẳng hỏi lối trở về, ba thước thanh phong ngạo thế gian. Chấm chấm chấm. Học viện Vạn Duy không thể giấu được việc viện tôn bị giết trong nháy mắt, vì vậy chẳng bao lâu vũ trụ ngũ duy đều đã biết tin. Vũ trụ tứ duy có người có thể sát hại viện tôn chỉ trong khoảnh khắc, nhờ thế lại được phủ thêm một tầng bí ẩn. Viện tôn là cường giả ở cấp bậc nào? Sinh tử cảnh, là cảnh giới có thể xem như đứng đầu cho dù là ở vũ trụ ngũ duy. Vậy mà ông ta lại bị người tứ duy giết mất. Điều này khiến vô số thế lực ngộ ra rằng vũ trụ tứ duy không yếu như họ tưởng, phải đánh giá lại thực lực của nơi này. Nhưng càng nhiều hơn là những kẻ cười trên nỗi đau của Thư viện Vạn Duy khi lại mất đi một cường giả siêu cấp. Trước kia, Thư viện Vạn Duy có tiên tri tỏa chấn nên sở hữu danh vọng cực cao. Tiên tri đã có cống hiến quá vĩ đại cho vũ trụ ngũ duy, lại không dây vào những giao tranh thế tục, chỉ một lòng nghiên cứu học tập. Nhưng hiện giờ, Trần Thiên lại là một kẻ có dã tâm khổng lồ. Học viện Vạn Duy ngày nay đã không còn là học viện Vạn Duy trước kia nữa. Cho dù thế nào thì vào giờ phút này, không còn một cường giả nào dám tùy tiện đặt chân xuống vũ trụ tứ duy. Nhưng hiện giờ cũng không ai có tâm tư mà chú ý đến nơi đó nữa. Kể từ sau khi biết báu vật kia nằm trong tay ai, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào đó Phủ Văn Tông. Kia chính là tháp giới ngục. Chiếc chìa để mở khóa món bảo vật của tiên tri. Chấm chấm chấm. Phù Văn Tông. Tề Vũ không làm trái ý Tề Phù, ngược lại ngoan ngoãn mang tháp giới ngục đến Phù Văn Tông. Bởi hắn ta biết, thần vật bực này không phải thứ hắn ta có thể sở hữu. Tốt thì tốt đấy, nhưng cầm vào bỏng tay, hắn ta không dám. Địa vị của Phù Văn Tông ở vũ trụ ngũ duy có thể nói là đức cao vọng trọng, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể tạo nên sóng gió. Bởi vì gần như mọi phù văn sư ưu tú trong thiên hạ đều tụ tập tại đây, mang lại sức ảnh hưởng khổng lồ. Ngoài ra, Phù Văn Tông còn lui tới với vô số thế lực và thế gia hùng mạnh. Điều quan trọng nhất là, họ giàu, giàu đến nước đố đổ vách. Vậy mà không có ai dám ngo ngoe dục dịch gì, bởi mạng lưới giao thiệp của những phù văn sư này quá rộng, đụng vào họ chẳng khác gì chọc tổ ong vò vẽ. Không những thế, những phù văn sư này cũng không phải hạng chân yếu tay mềm gì. Ở bên ngoài, phù văn cam đã xem như vật hiếm có khó tìm, ở trong Phù Văn Tông thì không đến nỗi nhan nhản đầy đường, nhưng cũng không phải là hiếm thấy. Chính vì vậy, ngay cả Thư viện Vạn Duy cũng không dám xem thường Phù Văn Tông. Trong điện phù lúc này có ba người, đứng đầu chính là tông chủ Phù Văn Tông, Thẩm Tinh Hà. Hai người còn lại là hai vị trưởng lão thực quyền, Tô Mộc Thiên và Lưu Ung. Bọn họ chính là những đại sư phù văn xuất chúng nhất vũ trụ ngũ duy hiện nay. Thẩm Tinh Hà đưa mắt nhìn ra ngoài điện, Tề Phù, ông cũng vào đi. Một lão già bước vào từ ngoài cửa. Thẩm Tinh Hà vươn tay ra, tháp giới ngục xuất hiện, ánh mắt những người còn lại đều tập trung vào nó. Thẩm Tinh Hà nhìn tòa tháp trong tay, hỏi chư vị thấy thế nào? Bỏng tay, Tô Mộc Thiên lên tiếng. Lưu Ung gật đầu, vậy này như hòn than nóng. Chỉ cần sơ sẩy thôi sẽ mang đến họa ngập đầu cho Phù Văn Tông ta. Thẩm Tinh Hà cười, người giật dây việc này đang muốn lợi dụng nó khiến Phù Văn Tông ta liều chết cùng Thư viện Vạn Duy, để hắn làm ngư ông đắc lợi. Tô Mộc Thiên gật đầu, lòng dạ hiểm độc. Chính là Diệp Huyên kia, Lưu Ung nói. Thẩm Tinh Hà mỉm cười, không hắn thì còn ai vào đây. Hắn cũng có đầu óc, biết mình không mang nổi vật này nên chủ động giao nó ra. Hắn biết chúng ta sẽ không bỏ qua nó, vì vậy một khi tranh chấp nổ ra, người được lợi chính là hắn. Ông ta nhìn tòa tháp, đúng là vật bỏng tay. Tô Mộc Thiên bỗng lên tiếng, bảo vật của tiên tri. Những người khác rơi vào im lặng. Tiên tri chính là nhân vật truyền kỳ của vũ trụ ngũ duy, không cần suy nghĩ cũng biết bảo vật mà người để lại chắc chắn là thứ có thể thay đổi số mệnh. Đặc biệt là trong những kiến thức mà tiên tri để lại ắt hẳn có liên quan đến phù văn.
vì vậy nó càng quan trọng với Phù Văn Tông bọn họ. Kể từ khi tổ sư Phù Văn Tông biến mất, trong tông đã không còn ai có thể vẽ ra phù văn bảy màu. Nhưng một khi lấy được bảo vật của tiên tri, việc đó sẽ không còn là ảo mộng xa vời nữa. Hơn nữa, theo lời đồn thì trong thư phòng Vạn Duy mà tiên tri để lại còn có chân lý võ đạo. Có thể nói, phàm là người ngũ duy, không ai là không động tâm với thư phòng ấy, cho dù là Phù Văn Tông. Nhưng Thẩm Tinh Hà cũng biết, cho dù nắm chìa khóa trong tay cũng không thể mở được bảo vật của tiên tri, bởi vì thư phòng Vạn Duy kia nằm ngay trong thư viện Vạn Duy. Đúng lúc ấy, Tô Mộc Thiên lên tiếng, chỉ bằng hợp tác cùng họ. Thấy Thẩm Tinh Hà nhìn sang, ông ta tiếp tục, chúng ta có chìa khóa, bọn họ có thư phòng. Chúng ta có thể hợp tác, sau đó chia nhau bảo vật bên trong. Thẩm Tinh Hà im lặng. Lưu Ung lại nói, thư viện Vạn Duy sẽ không đồng ý. Trong mắt họ, thư viện Vạn Duy là của họ, tháp giới ngục cũng là của họ. Bảo chúng ta hợp tác với họ chẳng khác gì bảo hổ lột da. Thẩm Tinh Hà gật đầu, e rằng sẽ bị bọn họ nhai nát xương cốt. Tô Mộc Thiên hạ giọng, nhưng tháp này trong tay chúng ta cũng là vật dẫn đến tai họa. Thẩm Tinh Hà, đúng vậy, Diệp Huyên kia đưa cho chúng ta một hòn than. Nếu không mau giải quyết nó, e rằng sẽ có đại họa buông xuống Phù Văn Tông ta. Thực lực và địa vị của Phù Văn Tông ở vũ trụ ngũ duy không thấp, nhưng cũng không đủ để xưng bá thiên hạ. Ngày nào báu vật này còn nằm trong tay Phù Văn Tông, ngày đó nó sẽ mang tai họa đến cho họ. Những người có mặt đồng thời nhìn về Thẩm Tinh Hà. Bước tiếp theo họ phải làm đều dựa vào quyết định của người này. Sau một hồi trầm tư, Thẩm Tinh Hà mở miệng, không thể giữ nó. Ông ta nhìn ra bên ngoài điện, các người nghĩ xem, Vạn Duy Chi chủ hiện nay không có bất kỳ động tĩnh gì, vị kia ở Tu La địa ngục cũng không, cả Thương Khung Chi chủ nhân gian tuyết và vị ở đảo Vô Biên. Những tay trùm sò này không hề có hành động nào, việc này bình thường sao? Chắc chắn là không. Những người khác im lặng. Đây là bảo vật do tiên tri để lại, bọn họ biết không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó, ngay cả những vị trên cao kia. Vậy mà họ không có một chút động tĩnh nào, việc này bình thường sao? Không, chắc chắn không. Tô Mộc Thiên bỗng lên tiếng, chúng ta nên làm thế nào đây? Thẩm Tinh Hà nhìn tòa tháp trong tay, khẽ nói, đấu giá nó, lấy tiền về. Những người còn lại ngây ra, Tô Mộc Thiên vội nói, chúng ta không thiếu tiền. Lưu Ung cười, tiền thì không thiếu, nhưng vật liệu đặc biệt thì thiếu, đúng chứ? Hơn nữa, mục đích của chúng ta không phải tiền, mà là cho thế nhân biết Phù Văn Tông ta sẵn lòng giao thứ này ra, ngay trước mắt họ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thoát khỏi vũng lầy này mà không đắc tội với những thế lực khác và học viện Vạn Duy. Ông ta hơi dừng lại trước khi tiếp lời, đây cũng là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Thấy Tô Mộc Thiên nhìn sang, Thẩm Tinh Hà gật đầu, đúng như lời Lưu Ung nói, đây là lựa chọn tối ưu trước mắt. Hơn nữa, chư vị đừng quên Diệp Huyên vẫn còn ở ngoài kia. Diệp Huyên ư? Tô Mộc Thiên nhíu mày, hắn thì sao? Thẩm Tinh Hà, người này không đơn giản một chút nào, nội việc khiến Thư viện Vạn Duy phải bó tay bó chân đã là khó hiểu. Chúng ta lại thường xuyên quên đi hắn, cho rằng hắn đến từ Tứ Duy nên thực lực cũng không đến đâu, vì vậy lại càng bị thiệt. Tô Mộc Thiên hạ giọng, người này dám tính kế cả chúng ta, không thể tha thứ. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, đừng gây thù với hắn. Chúng ta không muốn trở mặt với Thư viện Vạn Duy, cũng không chọc giận người này. Đợi bán đấu giá vật này xong rồi thì để họ tự mà tranh chấp với nhau. Lưu Ung gật đầu, đúng, chúng ta không nên trở thành kẻ thù của bất kỳ ai. Chỉ tiếc phải từ bỏ vật này. Thẩm Tinh Hà cười cười, không thể không làm vậy. Ta không thể chỉ vì chút hy vọng ấy mà chôn vùi tông môn trong tuyệt vọng. Nói xong, ông ta đứng dậy, nhìn sang Tề Phù, truyền lệnh xuống, rằng Phù Văn Tông ta muốn đấu giá báu vật này, bất kỳ ai cũng có thể đến. Còn nữa, phát thiệp mời cho Thư viện Vạn Duy. Tề Phù gật đầu rồi rời đi. Tin tức Phù Văn Tông muốn đấu giá tháp giới ngục nhanh chóng được truyền ra, dòng người tấp nập xô đẩy nhau đến tham dự. Trong đó có cả Diệp Huyên. Đấu giá tháp giới ngục. Lúc nghe Phù Văn Tông muốn đấu giá tháp giới ngục, Diệp Huyên dở khóc dở cười. Đây không phải là trò hắn hay chơi sao? Như nhớ đến điều gì, sắc mặt Diệp Huyên dần nghiêm lại.
Hắn vốn muốn lợi dụng Phù Văn Tông này liều mạng với Thư viện Vạn Duy, nhưng hắn không ngờ rằng tông môn này lại không bị lừa. Hiện tại Phù Văn Tông đấu giá tháp giới ngục thì chẳng khác nào đã dứt khoát không nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa còn được trục lợi từ nó. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu, bản thân tính kế thì hay, nhưng người ta lại không ngu. Mà cũng đúng thôi, tông môn lớn cỡ này thì sao toàn là một đám ngu xuẩn được. Vậy nên bây giờ vấn đề đến rồi. Hắn nên thu hồi tháp giới ngục chưa? Nghĩ một chốc, hắn quyết định vẫn chưa thu về. Bây giờ mà thu hồi lại, sợ là toàn thể người ngũ duy sẽ đuổi giết hắn mất, nếu những người này không tìm được hắn thì chắc chắn sẽ nhắm vào tứ duy. Hơn nữa cũng chưa cần phải thu hồi về. Không phải Phù Văn Tông muốn đấu giá tháp giới ngục sao? Sao mình lại không tương kế tự kế? Nghĩ tới đây, Diệp Huyên đang định đi thì đúng lúc này, hắn bỗng nhíu mày lại, một khắc sau, hắn lập tức lẩn vào không minh cảnh. Diệp Huyên vừa biến mất, một ông lão bỗng xuất hiện ở vị trí ban nãy của hắn. Người này hắn có quen, chính là Hạ Hầu Võ. Đối phương tìm mình làm gì? Diệp Huyên chau mày. Lúc này, trong mắt Hạ Hầu Võ ánh lên tia nghi hoặc, người đâu rồi? Nói xong, ông ta xoay người biến mất không thấy đâu. Diệp Huyên vẫn không đi ra, đúng lúc này, Hạ Hầu Võ vừa biến mất kia lại bỗng xuất hiện lại lần nữa, ông ta nhìn lướt bốn phía, sau đó lại biến mất. Diệp Huyên trong bóng tối trầm mặc. Hạ Hầu Võ này tại sao lại đến tìm mình? Hơn nữa còn có chút cảm giác không tốt lành gì, hắn đã đắc tội nhà Hạ Hầu từ khi nào rồi à? Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa, hắn xoay người rời đi. Ngày hôm đó, Phù Văn Tông đột nhiên náo nhiệt, người tới lũ lượt. Nhưng Phù Văn Tông lại vô cùng cẩn thận, ai đến cũng kiểm tra đặc biệt nghiêm ngặt một lần, bởi vậy Diệp Huyên chỉ có thể lén đi vào. Không thể không nói, Phù Văn Tông này thật sự rất tốt, chỉ một sơn môn nhỏ thôi mà đã chiếm trọn một vùng núi, mà sau khi vào sơn môn này thì tầm nhìn lại rộng rãi sáng sủa hơn hẳn. Trước dãy núi là một mảnh đồng bằng, mà nơi cuối chân trời thì có một tòa núi rất lớn đứng sừng sững. Cả tòa núi như một lá bùa đâm thẳng lên mây trời. Phù Sơn. Có người nói núi này tự nhiên hình thành, không có chút dấu vết điêu khắc nhân tạo nào. Năm đó lúc tổ sư Phù Văn Tông đi ngang qua đây đã nhìn chúng nó ngay, vì thế liền khai tông lập phái ở nơi này. Trên Phù Sơn có 18 đại điện và 108 tiểu điện. Nơi này không nhỏ hơn bất cứ một tòa thành nào. Trước chủ điện Phù Sơn, người kéo đến ngày càng đông, nhưng người bình thường đều bị ngăn lại trước đại điện, mà một ít người có thân phận thì đều đã được mời vào trong phủ điện cả. Diệp Huyên ấn nấp trong đám người, hắn vẫn chưa hiện thân, mà cũng không dám hiện thân, nơi này không phải nơi bình thường, nếu có người nhận ra hắn thì có mà chạy đằng trời. Đúng lúc này, người của Thư viện Vạn Duy đến. Người đến là Trần Thiên. Trần Thiên đi tới trước phủ điện, y liếc mắt nhìn bốn phía, Diệp Huyên này chắc chắn đang nấp trong bóng tối, nhưng với năng lực của y thì vẫn không cách nào cảm nhận được Diệp Huyên. Y đã phái người đi điều tra thuật ẩn thân của Diệp Huyên, chỉ có tra được lai lịch của thuật này thì mới có thể nghĩ được cách hóa giải. Nếu không thì Diệp Huyên sẽ vĩnh viễn nằm ở thế bất bại. Lúc này, tông chủ Phù Văn Tông Thẩm Tinh Hà bỗng ra tiếp đón, ông ta cười tươi bước tới trước mặt Trần Thiên, nói Trần phủ chủ, hoan nghênh hoan nghênh. Trần Thiên cười nói, Thẩm huynh, lâu rồi không gặp. Thẩm Tinh Hà khẽ mỉm cười, Trần Thiên huynh, mau vào đi thôi. Trần Thiên nhìn lướt bốn phía rồi cười nói, Thẩm huynh, huynh phải cẩn thận một vài người đấy. Thẩm Tinh Hà tất nhiên biết Trần Thiên nói đến ai, ông ta cười bảo, tất nhiên, hôm nay đối phương không xuất hiện thì thôi, nhưng nếu xuất hiện thật thì không phải có Trần Thiên huynh ở đây sao? Ta nghĩ nếu đối phương hiện thân thật thì huynh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, đúng không? Trần Thiên cười nói, đây là địa bàn Phù Văn Tông mà. Thẩm Tinh Hà cũng cười đáp, ta tin là hắn sẽ không làm sằng bậy ở đây đâu. Trần Thiên mỉm cười, mong là vậy. Thẩm Tinh Hà cười ha ha, nào, vào điện rồi nói. Chẳng mấy chốc, hai người đã bước vào trong điện. Trong bóng tối, Diệp Huyên liếc mắt nhìn đại điện Phù Văn này, Liên Thiển cô nương, chiêu nhất kiếm vô lượng này là ai sáng tạo vậy? Lúc này đây, hắn mới thật sự phát hiện chiêu nhất kiếm vô lượng này khủng bố đến mức nào. Thuật ẩn thân của kiếm kỹ này quá mức biến thái. Liên Thiển trầm giọng đáp, một kiếm thu mù.
Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, kiếm tu mù. Liên Thiển nhẹ giọng nói, đúng vậy, năm đó người ấy cũng là một nhân vật huyền thoại của Ngũ Duy, trước cả chủ nhân. Chủ nhân thích du sơn ngoạn thủy, người thường đi đến một ít di tích thượng cổ hoặc vài nơi đặc thù, kiếm kỹ này có được cũng là nhờ người đã đến động phủ nơi kiếm tu mù kia từng sinh sống, lúc ấy chủ nhân thấy không tệ nên đã giữ lại. Diệp Huyên nói, người có biết chỗ đó không? Liên Thiển đáp, biết, sao thế, muốn đi à? Diệp Huyên cười, muốn. Liên Thiển trầm mặc một lát rồi nói, nếu là người khác thì dù biết cũng không vào được. Nhưng ngươi lại không gặp phải vấn đề này. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao? Liên Thiển nhẹ giọng nói, bởi vì năm đó chủ nhân tôn trọng kiếm tu mù kia, người không muốn để người ngoài đến quấy rầy nơi ấy, vì vậy đã phong ấn chỗ đó lại. Mà phong ấn đó chính tay ta tự dựng nên, tất nhiên là có mượn thực lực của chủ nhân năm đó. Nhưng mà có thể nói rằng, trên thế gian này chỉ có ta mới có thể mở nó ra. Diệp Huyên cười nói, như vậy thì quá tốt rồi. Liên Thiển lại nói, ngươi vừa hỏi thì ta cũng bỗng phát hiện, thật ra có rất nhiều nơi ngươi có thể đến. Diệp Huyên vui vẻ trong lòng, rất nhiều nơi. Liên Thiển đáp, đúng, rất nhiều nơi, những vùng đất chủ nhân từng đi qua năm đó, ta cảm thấy ngươi cũng có thể theo bước, những chỗ đó có không ít bảo vật đâu. Diệp Huyên lập tức cười tươi. Bấy giờ hắn cảm thấy thế giới này đúng là ngày càng tươi đẹp rồi. Buổi đấu giá phải 3 ngày sau mới tổ chức, vậy nên bây giờ khá là nhàm chán. Diệp Huyên nhìn lướt bốn phía, cuối cùng hắn rời khỏi phủ điện, vòng ra sau núi. Đi dạo xung quanh. Không thể không nói, Phù Văn Tông này quả thật rất lớn, ở đây rất dễ lạc đường. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đã dạo đến sau núi Phù Văn Tông. Lúc này Liên Thiển bỗng hỏi, sau này ngươi định làm gì? Làm gì? Diệp Huyên lắc đầu, đi được tới đâu hay tới đó. Liên Thiển trầm giọng nói, một khi tháp giới ngục rơi vào trong tay Trần Thiên, ngươi muốn lấy về thì khó như lên trời. Bởi vì với cường giả cỡ như y, cái tháp kia bây giờ không cách nào chống đối lại được. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, tháp sẽ không rơi vào tay y đâu. Liên Thiển có chút ngạc nhiên, tại sao? Diệp Huyên cười nói, bởi vì còn một vài đại lão chưa xuất hiện. Liên Thiển im lặng. Có thể nói vũ trụ ngũ duy này không ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của tháp giới ngục. Mà bây giờ, những người đứng đầu vũ trụ ngũ duy vẫn chưa hề ra tay. Diệp Huyên không tin những người này sẽ không động tâm. Mà bất kể thế nào, thì chiến trường bây giờ sẽ luôn ở vũ trụ ngũ duy. Tháp giới ngục ở nơi nào, chiến trường ở ngay đó. Diệp Huyên đang định đi tiếp thì hắn bỗng dừng lại, trước mặt hắn có một gian đại điện tổ từ. Tổ từ của Phù Văn Tông. Diệp Huyên do dự một lúc rồi cũng đi vào. Trong đại điện, đèn đuốc sáng choang, có 36 linh vị, mà bắt mắt nhất là linh vị ở chính giữa. Phù Tiểu Thiên. Lúc này, giọng nói của Liên Thiển vang lên trong đầu Diệp Huyên, người này chính là tổ sư của Phù Văn Tông. Năm đó ngoại trừ chủ nhân thì đây là người mạnh nhất vũ trụ ngũ duy. Người này khi ấy vô cùng tôn kính chủ nhân, coi chủ nhân là sư phụ, lúc chủ nhân biến mất, người này đã dùng tất cả lực lượng Phù Văn Tông để tìm kiếm. Đáng tiếc là không có kết quả. Phù Tiểu Thiên. Diệp Huyên liếc nhìn linh vị này, đang định rời đi thì đúng lúc này, linh vị kia đột nhiên run lên, một khắc sau, một tia sáng trắng bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cả kinh trong lúc, hắn dừng lại, không dám nhúc nhích. Trong ánh sáng trắng có một người đàn ông trung niên, người này chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ông ấy rơi ngay vào vị trí Diệp Huyên đang đứng. Bị phát hiện rồi. Diệp Huyên im lặng, hắn biết người trước mắt này đã phát hiện ra hắn. Hắn chậm rãi siết chặt tay lại, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Lúc này, trong mắt người đàn ông trung niên ánh lên tia nghi hoặc, chẳng mấy chốc. Sự nghi hoặc ấy đã biến thành mờ mịt, rồi lại biến thành khiếp sợ và khó lòng tin được, không thể nào. Diệp Huyên liếc nhìn người đàn ông trung niên, tiền bối. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyên, ngươi là đệ tử Phù Văn Tông ta. Diệp Huyên do dự một chốc rồi lắc đầu. Hắn biết, nếu giở trò vặt tính kế người trước mặt này thì chỉ có rước lấy nhục vào thân. Lúc này, người đàn ông trung niên lại nói, có bằng lòng theo ta học Phù Văn Đạo không? Diệp Huyên ngây ngẩn cả người. Muốn dạy mình Phù Văn Đạo. Đùa gì thế?
Người đàn ông trung niên lại nói, đồng ý không? Diệp Huyên không suy nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu, sau đó cung kính hành lễ, tại hạ Diệp Huyên, bái kiến sư phụ. Có lợi mà không chiếm là ngu. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, tốt lắm. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ta không phải là người của Phù Văn Tông. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, năm đó ta gặp được một tiên sinh, lúc ấy ta cũng không phải học trò của người, nhưng người vẫn đồng ý dạy ta. Ta hỏi người tại sao, người đáp là có duyên. Bây giờ ta và người gặp gỡ, vừa là nhân quả, vừa là duyên phận. Diệp Huyên có chút khó hiểu, nhân quả. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, đúng, năm đó tiên sinh đã nói, mọi việc đều có nhân quả, năm ấy ta chưa rõ thế là sao, bây giờ thì ta có hơi hiểu rồi. Nói xong, ông ấy đi đến trước mặt Diệp Huyên, Phù Văn Đạo, nói khó cũng khó, nói không khó thì cũng không khó, nhưng mà một khi ngươi đã vào đạo này, ta mong ngươi có thể kiên quyết đi đến cùng, đừng bỏ dở giữa chừng. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, vì sao người lại không truyền thừa lại cho Phù Văn Tông? Phù Tiểu Thiên cười nói, không phải không truyền thừa, mà là năm đó không ai có thể kế thừa được. Diệp Huyên lại nói, tiền bối, người nên biết nhân quả thị phi trên người ta rất nhiều, nếu người kết nhân với ta. Phù Tiểu Thiên bỗng cười nói, không phải kết nhân, mà là gặt quả. Nói xong, ông ấy cười nói, ta không sợ thì thôi, sao ngươi lại để ý nhiều quá vậy? Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó cung kính thi lễ với Phù Tiểu Thiên, Diệp Huyên bái kiến sư phụ. Phù Tiểu Thiên khẽ gật đầu, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là đệ tử thân truyền của Phù Văn Tông ta. Phù Văn Đạo. Thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu học tập Phù Văn Đạo với Phù Tiểu Thiên. Mà Diệp Huyên hơi kinh ngạc rằng dù bọn họ ở mãi trong tiểu điện này nhưng lại không có bất kỳ ai phát hiện ra họ, không chỉ thế, đôi khi có người đến nhưng vẫn như thể không thấy họ ở ngay đấy. Hắn biết chuyện này chắc chắn là do Phù Tiểu Thiên làm. Thực lực của người này quả thật có thể nói là quỷ thần khó lường. Cũng đúng thôi, nhất kiếm vô lượng của hắn đến nay chỉ vô hiệu với một người duy nhất là ông ấy, phải biết rằng dù có là Trần Thiên cũng không thể phát hiện ra hắn. Như Phù Tiểu Thiên nói, bùa chú này không quá khó, chỉ ít là dưới góc nhìn của hắn thì không khó đến mức ấy, lại thêm Phù Tiểu Thiên chỉ bảo, nên tốc độ nâng cao trình độ hắn ở phương diện này có thể nói là thần tốc. Loáng một cái đã qua 3 ngày. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Mà Diệp Huyên cũng không quan tâm buổi đấu giá này, hiện tại hắn đã thích Phù Văn Đạo này rồi. Bây giờ hắn đã bắt đầu thử nghiệm vẽ bùa, hơn nữa, Phù Tiểu Thiên lại để hắn vẽ thẳng thành bùa tím ngay. Khởi điểm này có hơi cao. Chấm chấm chấm. Trong điện Phù Văn, người đã càng lúc càng nhiều, nhưng người vào được đây đều có thân phận lẫn thực lực mạnh mẽ. Còn như những kẻ thực lực hơi thấp, hoặc không có thân phận thì đều ở bên ngoài, nhưng bọn họ cũng có thể xem được tình hình ở bên trong. Trong điện, Thẩm Tinh Hà nhìn mọi người có mặt ở đây rồi cười nói, cảm tạ chư vị đã đến tham gia buổi đấu giá do Phù Văn Tông tổ chức hôm nay, điều kiện đấu giá rất đơn giản, ai trả giá cao hơn là được. Lúc này, một ông lão phía dưới bỗng nói, Thẩm Tông Chủ, theo lão Phù biết, Quý Tông Môn chưa bao giờ thiếu tiền tài của cải, vậy nên lần này Quý Tông Môn muốn thứ gì đây? Thẩm Tinh Hà khẽ mỉm cười, Mật Tinh. Nghe vậy, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Mật tinh, một loại vật liệu rất đặc thù, tác dụng rất lớn, có thể nói đây là thứ Phù Văn Sư và Đúc Khí Sư thích nhất, nhất là Phù Văn Sư, bởi vì Phù Văn Sư muốn luyện ra bùa chú màu tím trở lên thì nhất định phải có mật tinh này. Mà mật tinh này cực kỳ khó có, muốn lấy được mật tinh thì chỉ có duy nhất một chỗ có được. Ranh giới hư vô duy độ. Hư vô duy độ hàng năm sẽ tràn ra một ít mật tinh, nhưng không nhiều, phải nói là vô cùng ít. Hơn nữa mỗi lần mật tinh xuất thế đều có người đến tranh cướp, có thể nói mật tinh chính là đồng tiền có giá trị nhất ở vũ trụ ngũ duy. Có mật tinh, người sẽ đổi được bất cứ thứ gì, cho dù là thần khí hay là bùa cam đi nữa, tất cả đều có thể đổi. Bây giờ Phù Văn Tông yêu cầu lấy mật tinh đổi tháp giới ngục, có thể nói đã diệt sạch hy vọng của một vài người, bởi vì không có bao nhiêu người có được mật tinh này cả. Lúc này, Thẩm Tinh Hà lại nói, chư vị. Không phí thời gian nữa, hiện tại bắt đầu đi. Giá khởi điểm là 1.000 viên mật tinh, bước giá không ít hơn 100, cứ trả giá cao hơn là được. Trong điện, mọi người trầm mặc.
Thẩm Tinh Hà chậm rãi khép hai mắt lại, ông ta cũng không gấp, người gấp phải là những kẻ ở đây. Đúng lúc này, một ông lão áo đen cách đó không xa bỗng nói, 1.200 viên. Có người ra giá rồi. Mọi người đều nhìn về phía ông lão áo đen, toàn thân lão được trùm bởi áo bào đen tuyền, còn mang mặt nạ nửa mặt. Che giấu thân phận. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn ông lão áo đen, không nói gì cả. Mà Trần Thiên ở bên cạnh lại không hề có ý định ra giá. Chẳng mấy chốc đã có người lục tục ra giá, chưa tới một thoáng, giá đã được nâng lên thành 2.500 viên mật tinh, hơn nữa còn đang ngày càng cao. Chấm chấm chấm. Trong điện tổ tự của Phù Văn Tông, lúc này Diệp Huyên vẫn đang học Phù Văn Đạo với Phù Tiểu Thiên, bây giờ hắn đang vẽ một lá bùa tím, nhưng đã thất bại 3 lần. Phù Tiểu Thiên đứng trước mặt Diệp Huyên cứ yên lặng nhìn, thỉnh thoảng ông ấy sẽ chỉ bảo vài thứ, cứ thế, chẳng bao lâu sau Diệp Huyên đã vẽ được lá bùa tím đầu tiên. Nhưng Phù Tiểu Thiên lại lắc đầu, không hài lòng lắm. Diệp Huyên nhìn về phía Phù Tiểu Thiên, Phù Tiểu Thiên nhẹ giọng nói, phẩm chất chưa đủ tốt, mỗi một tờ bùa chúng ta vẽ nên phải thật hoàn mỹ, cũng chỉ có hoàn mỹ mới có thể phát huy uy lực thật sự của nó. Tấm bùa này của ngươi chỉ có thể tính là hàng hạng hai thôi, làm lại. Diệp Huyên gật gật đầu, vâng. Nói xong, hắn lại bắt đầu vẽ một lần nữa. Lúc này, Phù Tiểu Thiên bỗng nhìn về phía ngoài điện, chẳng mấy chốc ông ấy đã cau mày lại, tháp này. Tất nhiên ông ấy đã cảm nhận được sự có mặt của tháp giới ngục. Trong phù điện, bấy giờ giá đã được nâng lên thành 5.000 viên mật tinh. Không thể không nói, đây đã là một con số khủng bố. Cho dù là thế lực giàu có như Phù Văn Tông cũng không cách nào lấy một lần ra nhiều mật tinh như vậy. Chuyện đáng nói là đến bây giờ Trần Thiên vẫn chưa từng ra giá, như thể y chỉ đến để xem kịch vậy. Tất nhiên Thẩm Tinh Hà biết ý của Trần Thiên, cho dù là ai lấy được tháp giới ngục thì cuối cùng vẫn phải đi cầu thư viện Vạn Duy. Bởi vì thư phòng Vạn Duy ở thư viện Vạn Duy. Bởi vậy, Trần Thiên không hề sốt ruột một chút nào, có điều Thẩm Tinh Hà cũng vậy thôi. Dù sao ông ta đã từ bỏ tháp giới ngục này rồi, sau khi nhận được đủ lợi ích, ông ta sẽ giao vật này ra, đến lúc đó Phù Văn Tông coi như đã thoát thân. Chỉ chốc lát, tháp giới ngục này đã được đấu giá lên 8.200 viên mật tinh. Vẫn là ông lão áo đen kia ra giá. Lúc này đây, mọi người càng lúc càng tò mò với thân phận của ông lão này. Cuối cùng, tháp giới ngục dừng lại ở mức giá 9.000 viên mật tinh. Sau khi chốt giá, Thẩm Tinh Hà nhìn về phía ông lão mặc áo đen kia, lão búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Thẩm Tinh Hà, trong nhẫn chứa đúng 9.000 viên mật tinh. 9.000 viên mật tinh. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn ông lão áo đen kia, có thể vung tay cho đi 9.000 viên mật tinh, chỉ có mấy thế lực siêu cấp kia thôi. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, ông ta búng tay một cái, một tòa tháp nhỏ xuất hiện trước mặt ông lão áo đen. Chính là tháp giới ngục. Trần Thiên liếc mắt nhìn Thẩm Tinh Hà, Thẩm huynh đúng là rất dứt khoát. Thẩm Tinh Hà khẽ mỉm cười, chư vị, bảo vật này đã giao ra, nếu chư vị vẫn muốn nó thì cũng đừng đến tìm Phù Văn Tông ta nữa. Mọi người trong điện lũ lượt nhìn về phía ông lão mặc áo đen kia, mà ông lão áo đen không hề nhìn mọi người, chỉ xoay lưng rời đi. Lúc này, Trần Thiên đột nhiên cười nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ông lão áo đen không để ý đến Trần Thiên, nháy mắt đã biến mất ở nơi cuối chân trời, mà trong điện, mọi người cũng đang dồn dập rời đi. Có một vài người đã đi ngay khi thành giao. Trong điện, Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Trần Thiên, y khẽ mỉm cười, Thẩm huynh, mong huynh giúp một chuyện. Thẩm Tinh Hà cười nói, giúp. Trần Thiên gật đầu, có chuyện cần phải nhờ Thẩm huynh hỗ trợ. Thẩm Tinh Hà nói nghe xem. Trần Thiên khẽ mỉm cười, nếu ta đoán không sai, Diệp Huyên này hiện tại hẳn vẫn còn đang ở Phù Văn Tông. Ta muốn bắt hắn tới, có điều cần phải có Quý Tông trợ giúp. Thẩm Tinh Hà trầm mặc. Trần Thiên lại nói, tất nhiên không phải giúp không công. Nói xong, y xòe lòng bàn tay ra, một quyển sách cổ màu đen xuất hiện trong tay y, đây chính là thứ năm đó thầy để lại, trong này ghi rất nhiều tâm đắc cùng lý giải của người về Phù Văn Đạo. Ta nghĩ Quý Tông rất cần thứ này đấy. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Tinh Hà bỗng chốc trở nên ngưng trọng. Tiên tri. Năm đó trình độ của tiên tri về Phù Văn Đạo có thể nói là đã đứng đầu vũ trụ ngũ duy,
cho dù là tổ sư Phù Văn Tông cũng phải thấp hơn một bậc. Mà những năm gần đây, Phù Văn Tông cũng luôn thỉnh cầu Thư viện Vạn Duy những sách cổ liên quan đến Phù Văn Đạo mà tiên tri để lại, nhưng Thư viện Vạn Duy chưa từng đồng ý. Mà giờ khắc này, Trần Thiên lại chủ động lấy ra. Thẩm Tinh Hà trầm mặc một lát rồi hỏi, giúp thế nào? Trần Thiên đưa ra sự cám dỗ này, ông ta không cách nào từ chối được, Phù Văn Tông cũng không. Bởi vì những sách về tiên tri để lại kia rất có thể sẽ có phương pháp vẽ thành bảy sắc. Trần Thiên khẽ mỉm cười, đơn giản thôi, ta cần mượn Quý Tông một bảo vật. Thẩm Tinh Hà nhìn Trần Thiên, bùa thiên nhãn. Trần Thiên gật đầu, đúng là nó. Thẩm Tinh Hà im lặng. Trần Thiên liếc nhìn cuốn sách cổ trong tay, chỉ cần các hạ đồng ý cho ta mượn một lần, ta sẽ giao vật này ra ngay. Thẩm Tinh Hà vẫn im lặng. Bùa thiên nhãn. Đây là bùa thần bảy sắc tổ sư Phù Văn Tông Phù Tiểu Thiên đã luyện ra, bùa này có năng lực vô cùng lớn, đó chính là lấy bùa làm thiên nhãn, có thể quan sát được mọi thứ trên thế gian. Phương pháp ẩn nấp của Diệp Huyên thiên hạ vô song, cho dù là Trần Thiên cũng phải bó tay, mà muốn tìm được Diệp Huyên thì chỉ có cách dùng bùa thiên nhãn mà thôi. Lúc này, Trần Thiên đột nhiên lại nói, chỉ cần tìm được Diệp Huyên, chuyện còn lại cứ giao cho ta là được. Chuyện này với Phù Văn Tông cũng không tổn thất gì. Nói đến đây, y hơi dừng lại rồi lại cười bảo, Thẩm huynh, theo ta biết, Phù Văn Đạo của huynh đã chứng lại một thời gian khá lâu rồi, cuốn sách cổ trong tay ta đây với huynh mà nói có lẽ là một cơ hội, không chỉ là một cơ hội với huynh, mà còn là cơ hội cho cả Phù Văn Tông nữa. Huynh còn do dự cái gì? Thẩm Tinh Hà trầm mặc một lát rồi gật đầu, được. Như Trần Thiên nói, ông ta không thể từ chối sự hấp dẫn này được. Thấy Thẩm Tinh Hà đồng ý, Trần Thiên khẽ mỉm cười, vậy làm phiền huynh rồi. Thẩm Tinh Hà không nói gì, ông ta xòe tay ra, một lá bùa bảy sắc xuất hiện trong tay, khi thấy lá bùa này, sắc mặt Trần Thiên bỗng chốc nghiêm lại. Bùa bảy sắc, uy lực của loại bùa này, cho dù là y cũng không dám khinh thường chút nào. Thẩm Tinh Hà chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng ông ta lầm bầm gì đó, chốc lát sau, không gian xung quanh bỗng bắt đầu rung động. Một khắc sau, ông ta khẽ nhíu mày lại, ở tổ từ. Vừa dứt lời, ông ta đã biến mất không còn thấy đâu. Trần Thiên cũng biết mất theo, chẳng mấy chốc, hai người đã xuất hiện trước tổ từ của Phù Văn Tông. Thẩm Tinh Hà nhìn chằm chằm vào tổ từ, ông ta vừa tiến lên thì bỗng có một luồng sức mạnh vô hình chặn ngang lại. Thẩm Tinh Hà sửng sốt, có chuyện gì? Trần Thiên ở bên cạnh đột nhiên phất tay áo lên, một luồng sức mạnh cường đại chấn về phía tổ từ. Nhưng nguồn sức mạnh này còn chưa đến gần tổ từ đã biến mất không còn thấy đâu. Thấy cảnh này, Trần Thiên bỗng híp hai mắt lại, lát sau, y nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, ông ta lắc đầu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, cửa lớn của đại điện tổ từ bỗng mở toang, ngay sau đó, một thanh niên bước ra. Chính là Diệp Huyên. Sau khi Diệp Huyên bước ra, hắn liếc nhìn Trần Thiên. Cuối cùng hắn lại quay sang Thẩm Tinh Hà rồi khẽ mỉm cười, tính theo bối phận, thì ông nên gọi ta là Tiểu Sư Tổ đó. Mọi người. Tiểu Sư Tổ. Mọi người hơi sửng sốt. Thẩm Tinh Hà nhìn Diệp Huyên, cậu đang đùa với Lão Phu à? Diệp Huyên lắc đầu, Thẩm Tông Chủ, có người muốn gặp ông, vào đi. Nói xong, hắn xoay người đi vào trong điện. Mà lúc này, Trần Thiên kia đột nhiên ra tay. Y đánh một chưởng về phía Diệp Huyên từ xa, một lực lượng mạnh mẽ xông đến chỗ Diệp Huyên, cùng lúc đó, không gian nơi Diệp Huyên đang đứng lập tức đóng băng. Nhưng lúc này, một lực lượng vô hình lan ra từ trong đại điện, trong nháy mắt, không gian nơi Diệp Huyên đang đứng bình thường trở lại, chẳng những thế mà lực lượng Trần Thiên đánh ra cũng tan thành mây khói. Thấy cảnh này, sắc mặt Trần Thiên trở nên vô cùng nặng nề. Trong đại điện này còn có một cường giả. Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên nhìn về phía Trần Thiên, Trần Viện Trưởng, người đến đánh ta đi. Mọi người. Trần Thiên nhìn Diệp Huyên, chậm rãi siết chặt tay phải. Một lá bùa lam cấp thấp nhất đột nhiên bay ra từ trong đại điện, lá bùa này nhanh chóng bay tới trước mặt Trần Thiên, sắc mặt y thay đổi, tay phải đánh ra một quyền. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Trần Thiên chợt lùi về sau, lùi thẳng ra khỏi Phù Văn Tông. Mọi người sững sờ. Sau khi dừng lại, cả cánh ta của Trần Thiên đã hoàn toàn nứt ra. Một lá bùa xanh.
Trần Thiên nhìn về phía Phù Văn Tông, vẻ mặt vô cùng nặng nề, không ngờ đối phương lại sử dụng một lá bùa xanh đánh lùi y. Rốt cuộc là ai? Trước tổ từ, lúc này sắc mặt Thẩm Tinh Hà cũng rất nặng nề, sau một hồi im lặng, ông ta đi về phía tổ từ. Những người còn lại muốn đi vào, nhưng lại bị một lực lượng thần bí ngăn cản. Sau khi Thẩm Tinh Hà tiến vào điện thì thấy trong điện ngoài Diệp Huyên còn có một người đàn ông trung niên. Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Thẩm Tinh Hà hơi sửng sốt, sau đó ông ta kích động vội vàng cung kính hành lễ, Tinh Hà bái kiến tổ sư. Phù Tiểu Thiên quan sát Thẩm Tinh Hà, cười hỏi Thiên Phù sư. Thẩm Tinh Hà vội gật đầu, vâng. Phù Tiểu Thiên cười khẽ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, cậu ta là đệ tử ta vừa thu nhận. Đệ tử vừa thu nhận. Nghe thấy câu này, vẻ mặt Thẩm Tinh Hà lập tức trở nên hơi kỳ lạ. Tổ sư của mình nhận đệ tử, vậy mình phải gọi là gì? Đúng là phải gọi tiểu sư tổ như Diệp Huyên nói. Thẩm Tinh Hà nhìn Phù Tiểu Thiên, ông ta do dự một lát mới thắc mắc, sư tổ, vì sao thế ạ? Ông ta vẫn không hiểu vì sao Phù Tiểu Thiên nhận Diệp Huyên làm đệ tử. Phù Tiểu Thiên cười nói, cậu có điều gì lo lắng à? Thẩm Tinh Hà gật đầu, Diệp Huyên có bảo vật của Ngũ Duy, là kẻ thù một sống một còn với Thư viện Vạn Duy, hơn nữa trên người cậu ta còn có rất nhiều nhân quả, nếu Phù Văn Tông chúng ta có quan hệ với cậu ta sợ. Nói đến đây, ông ta không nói tiếp nữa. Phù Tiểu Thiên cười nói, đây cũng là một cơ hội với Phù Văn Tông mà, không phải sao? Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, con biết, nhưng con không muốn Phù Văn Tông bị cuốn vào cuộc phân tranh này. Phù Tiểu Thiên gật đầu, cậu thân là tông chủ, đương nhiên nên suy xét đến những điều này, nhưng có một số việc không thể trốn tránh được. Hôm nay ta đã nhận cậu ta làm đệ tử, cậu có đồng ý không? Đương nhiên nếu không đồng ý cũng chẳng sao, ta để cậu ta rời khỏi Phù Văn Tông là được. Thẩm Tinh Hà cười khổ, sư tổ nói thể chẳng phải là đòi mạng đệ tử sao? Đệ tử sư tổ nhận, Phù Văn Tông ta có lý nào không nhận chứ? Phù Tiểu Thiên cười nói, cậu ta đã nhận được truyền thừa của ta rồi, nhưng Phù Văn Đạo Bác Đại Tinh Thâm, không phải trong nháy mắt là có thể học thành tài, vì thế trong ngày tháng sau này, cậu phải cố hết sức giúp đỡ cậu ta, hiểu không? Thẩm Tinh Hà lập tức gật đầu, đệ tử hiểu. Phù Tiểu Thiên lại nói, Phù Văn Tông bây giờ có ai có thể vẽ bùa bảy sắc không? Thẩm Tinh Hà tỏ vẻ buồn rầu, chúng đệ tử vô dụng, sau sư tổ. Phù Văn Tông bây giờ không có ai có thể vẽ bùa ngũ sắc cả. Phù Tiểu Thiên gật đầu, trong dự liệu. Thẩm Tinh Hà nhìn Phù Tiểu Thiên, ông ta cung kính hành lễ, xin sư tổ cho lời giải thích. Nhưng Phù Tiểu Thiên lại im lặng. Thẩm Tinh Hà đang muốn nói tiếp thì lúc này, Phù Tiểu Thiên đột nhiên nói, vẽ bùa bảy sắc cũng không khó, sở dĩ sao ta không có ai có thể vẽ ra bùa bảy sắc không phải vì thiên phú của đệ tử tông môn tệ, mà là thế giới này thiếu một vài thứ. Thẩm Tinh Hà nhíu mày, thiếu một vài thứ. Phù Tiểu Thiên gật đầu, khí. Ban đầu mỗi một vùng vũ trụ sinh ra đều có rất nhiều tiên thiên chi khí, mà tiên thiên chi khí ở thế giới của chúng ta chính là khí hỗn độn, khí này cùng sinh ra với vũ trụ, có tác dụng rất lớn với người tu luyện. Nhưng khí hỗn độn rất ít, dù ít nhưng lại có thể tái sinh, điều kiện tiên quyết là không sử dụng quá mức. Năm đó lúc thầy còn ở vũ trụ Ngũ Duy thì nơi này vẫn còn trật tự. Không ai dám điên cuồng cướp đoạt khí hỗn độn này. Nhưng sau khi ông ấy biến mất, trật tự của vũ trụ Ngũ Duy lập tức sụp đổ, rất nhiều người bắt đầu ngấp nghé khí hỗn độn kia, đến bây giờ, khí hỗn độn ở vũ trụ này đã bị cướp sạch. Nói đến đây, ông ấy im lặng một chút sau đó mới nói tiếp, không có loại khí này, dù thành tựu phù văn của cậu có cao đến mức nào cũng vô dụng. Khí hỗn độn. Diệp Huyên yên lặng. Vì trong người hắn có khí hỗn độn này, hơn nữa nó còn khá đặc biệt, vì nó có thể không ngừng sinh ra. Diệp Huyên thầm nói, là tiên tri đưa vào ư. Liên Thiển nói, cũng không phải, là đại tỷ, lúc tháp này đưa chúng ta rời đi còn thuận thế mang theo khí nguyên của khí hỗn độn đi, đương nhiên đại tỷ cũng không phải muốn độc chiếm thứ này, mà là muốn bảo vệ nó. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Phù Tiểu Thiên nhìn về phía Diệp Huyên, trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng. Diệp Huyên biết chắc chắn đối phương đã nhận ra trên người hắn có khí hỗn độn. Thẩm Tinh Hà kia cũng nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu sư tổ có thể vẽ bùa bảy sắc sao? Diệp Huyên không nói gì, Phù Tiểu Thiên lại đáp, có thể,
có lẽ cậu ta là người duy nhất có thể vẽ bùa bảy sắc trên đời này rồi. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà cũng hiểu được đôi chút. Phù Tiểu Thiên chợt nói, cho dù thế nào, Phù Văn Tông này cũng giao cho các cậu. Nhớ kỹ, Phù Văn Tông ta không mong độc chiếm thiên hạ, chỉ mong không ai dám coi thường. Nói xong, thân thể ông ấy dần trở nên hư ảo. Lúc này, Diệp Huyên chợt hỏi, sư phụ, người là đã chết, hay là đi đến nơi khác? Hắn biết cao thủ như Phù Tiểu Thiên rất khó chết. Phù Tiểu Thiên cười nói, con người từ xưa đến giờ có ai không chết? Điểm cuối của sinh mạng cũng không đáng sợ, đáng sợ là sống uổng phí một đời. Khi còn sống nhất định phải hưởng thụ thế giới này, còn phải quý trọng người bên cạnh, con người sợ nhất là sống uổng phí một đời, càng sợ đến lúc chết vẫn có điều tiếc nuối. Nói xong, thân thể ông ấy hoàn toàn mờ đi, mãi đến khi biến mất. Trong điện, Diệp Huyên và Thẩm Tinh Hà cung kính hành lễ với Phù Tiểu Thiên. Một lát sau, Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta do dự một lúc, sau đó gọi Tiểu. Diệp Huyên chợt cười nói, tiền bối cứ gọi ta Diệp Huyên là được. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, không thể đảo lộn vai vế như thế được. Cậu là đệ tử thân truyền của sư tổ, đương nhiên ta nên gọi cậu là Tiểu sư tổ. Diệp Huyên nói, tiền bối, ông cũng hiểu quan hệ của ta và thư viện Vạn Duy đấy. Diệp Huyên ta cũng không muốn liên lụy đến Phù Văn Tông, cho nên ta muốn. Thẩm Tinh Hà ngắt lời hắn, Tiểu sư tổ sao lại nói thế? Cậu là đệ tử thân truyền của sư tổ, có nghĩa là người của Phù Văn Tông ta, cái gì mà liên lụy hay không chứ? Tiểu sư tổ cứ ở lại Phù Văn Tông sẽ bảo vệ cậu. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó thì Thẩm Tinh Hà lại nói tiếp, Tiểu sư tổ, cậu vừa thừa kế truyền thừa của sư tổ, chắc chắn có rất nhiều điều không hiểu về Phù Văn Đạo, ở nơi này, chúng ta có thể giúp cậu, ta tin có sự giúp đỡ của chúng ta, thành tựu của cậu trên phương diện Phù Văn Đạo chắc chắn sẽ nhanh chóng nâng cao. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, sau đó gật đầu, được. Đúng như Thẩm Tinh Hà nói, bây giờ hắn vẫn chưa đủ tinh thông Phù Văn Đạo, ở lại đây, có mấy người Thẩm Tinh Hà giúp đỡ, chắc chắn hắn có thể nhanh chóng tiếp thu truyền thừa của Phù Tiểu Thiên. Như nhớ đến điều gì, Diệp Huyên trầm giọng nói, thư viện Vạn Duy. Thẩm Tinh Hà đáp, cứ để ta xử lý chuyện này. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó gật đầu, vậy xin cảm ơn tiền bối. Một lát sau, hai người rời khỏi đại điện, lúc này, Trần Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Trần Thiên nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, cười hỏi, Thẩm Huynh, thế này là sao? Thẩm Tinh Hà im lặng một lát rồi đáp, Trần Huynh, bây giờ thần vật kia đã không còn trên người cậu ta, không biết Trần Huynh có thể nương tay không? Trần Thiên cười khẽ, sao, Phù Văn Tông muốn bảo vệ cậu ta à? Thẩm Tinh Hà nhìn thẳng vào Trần Thiên, phải. Dứt lời, bầu không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng. Phù Văn Tông muốn bảo vệ Diệp Huyên. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là muốn không nể mặt thư viện Vạn Duy. Trần Thiên nhìn Thẩm Tinh Hà một lúc lâu rồi chợt bật cười, Thẩm Huynh, ta không hiểu. Thẩm Tinh Hà hờ hững nói, Trần Huynh, cậu ta đã gia nhập Phù Văn Tông ta, bắt đầu từ bây giờ, cậu ta chính là người của Phù Văn Tông. Trần Thiên cười hỏi, Thẩm Huynh, có đáng không? Thẩm Tinh Hà trầm giọng đáp, Trần Thiên Huynh, bảo vật kia đã không còn trong tay cậu ta nữa, Huynh cần gì phải đuổi cùng giết tận như thế chứ? Trần Thiên cười khẽ nói, không đuổi cùng giết tận, giữ lại cậu ta trở thành mối họa sau này à? Thẩm Tinh Hà nhìn Trần Thiên, bây giờ, cậu ta là người của Phù Văn Tông ta. Trần Thiên bật cười, hay cho câu người của Phù Văn Tông. Xem ra mấy năm nay, thư viện Vạn Duy ta quá khiêm tốn. Khiến không ai coi thư viện Vạn Duy ta ra gì cả. Dứt lời, y nhìn người Phù Văn Tông xung quanh, cười nói, nếu các ngươi nói Diệp Huyên là người của Phù Văn Tông, vậy được thôi, các ngươi cứ đợi chôn cùng cậu ta đi. Nói xong, y xoay người rời đi. Thẩm Tinh Hà đứng yên tại chỗ. Trần Thiên rời đi, chẳng mấy chốc, thư viện Vạn Duy đã gửi lời tuyên chiến với Phù Văn Tông. Ai đứng về phía Phù Văn Tông thì đều là kẻ thù của bọn họ. Trong nháy mắt, một vài thế lực bắt đầu phủi sạch quan hệ với Phù Văn Tông, nhưng Phù Văn Tông cũng có rất nhiều đồng minh, một vài tông môn và thế lực lớn trực tiếp công khai tỏ thái độ ủng hộ Phù Văn Tông. Lúc này, giọng nói của Liên Thiển chợt vang lên trong đầu Diệp Huyên, khí hỗn độn này của ngươi chính là khí nguyên của khí hỗn độn, có
có nó sẽ có khí hỗn độn không ngừng xuất hiện, nhưng nếu hấp thụ quá mức, nó cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Điện Phù Văn, Phù Văn Tông. Rất nhiều trưởng lão của Phù Văn Tông tập trung trong điện, dù một vài Phù Văn Sư đã lâu không xuất hiện cũng có mặt. Diệp Huyên cũng ở đó, hơn nữa vị trí của hắn còn hơi đặc biệt, là ở bên cạnh Thẩm Tinh Hà. Bên phải của Diệp Huyên mới là Tô Mộc Thiên và Lưu Ung của Phù Văn Tông, phải biết rằng hai người này có thể nói là người đứng thứ hai và thứ ba ở Phù Văn Tông, mà lúc này, hai người họ còn đứng sau cả Diệp Huyên. Lưu Ung và Tô Mộc Thiên cũng thấy khó hiểu. Tại sao? Không chỉ hai người họ, lúc này tất cả cao thủ Phù Văn Tông trong đại điện đều có nghi vấn này. Tại sao Thẩm Tinh Hà muốn ra sức bảo vệ Diệp Huyên, hơn nữa còn không tiếc đắc tội cả Thư viện Vạn Duy? Lúc này, một ông lão bên dưới chợt cất lời, Tông Chủ, Lão Phu là một người thẳng thắn, có gì nói đó. Nói xong, lão ta nhìn Diệp Huyên, Tông Chủ, ta cảm thấy dù là lý do gì, Phù Văn Tông ta cũng không nên vì một người mà trở mặt với Thư viện Vạn Duy. Không đáng giá. Một người đàn ông trung niên cũng đứng dậy, bây giờ Thư viện Vạn Duy đã xem như trực tiếp tuyên chiến với Phù Văn Tông chúng ta, hơn nữa bọn họ còn bắt đầu ra tay với người của chúng ta. Một vài tông môn thế gia phụ thuộc vào chúng ta đều bị Thư viện Vạn Duy nhằm vào, nếu còn tiếp tục như vậy thật sự vô cùng bất lợi với Phù Văn Tông. Sau đó, lại có một cao thủ của Phù Văn Tông đứng ra, ý của bọn họ cũng rất đơn giản, đó là vì Diệp Huyên mà trở mặt với Thư viện Vạn Duy là không đáng. Rất không đáng. Lúc này, một ông lão đứng dậy, lão nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt không có ý tốt, Tông Chủ, người này vốn không phải một kẻ hiền lành, thật sự. Câm miệng. Lúc này, Thẩm Tinh Hà vẫn luôn im lặng chợt cất lời. Ông lão kia lập tức im lặng. Trong điện cũng thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Thẩm Tinh Hà nhìn mọi người, có thể để ta nói một chút không? Dứt lời, ông ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, tiểu sư tổ, không bằng cậu nói đi. Tiểu sư tổ. Nghe thấy lời này, mọi người tỏ vẻ khiếp sợ, rối rít nhìn về phía Diệp Huyên. Cả Lưu Ung và Tô Mộc Thiên cũng nhìn Diệp Huyên, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu sư tổ. Lưu Ung nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, Tông Chủ, việc này. Thẩm Tinh Hà nhẹ giọng nói, có lẽ các vị biết lúc trước trong tổ tử có xảy ra một vài chuyện đặc biệt, khi đó, tổ sư đã xuất hiện. Tổ sư xuất hiện. Nghe vậy, mọi người tỏ vẻ khiếp sợ. Phù Tiểu Thiên. Trong lòng mọi người ở Phù Văn Tông, người này chính là một tồn tại như thần. Vì không có người này sẽ không có Phù Văn Tông. Lúc này, Thẩm Tinh Hà lại nói, tổ sư đã nhận cậu ấy làm đệ tử thân truyền, bây giờ tiểu sư tổ có truyền thừa của tổ sư, là hy vọng của Phù Văn Tông chúng ta, vì chỉ có cậu ấy có hy vọng vẽ được bùa bảy sắc nhất. Bùa bảy sắc. Nghe vậy, mọi người xung quanh đều nhìn về phía Diệp Huyên với vẻ mặt phức tạp. Lúc này, Lưu Ung chợt nói, Tông Chủ, tổ sư còn nói gì nữa không? Thẩm Tinh Hà nhẹ giọng nói, bảo chúng ta phụ tá tiểu sư tổ. Đương nhiên người cũng nói nếu chúng ta cảm thấy tiểu sư tổ sẽ liên lụy chúng ta, thì có thể để tiểu sư tổ rời đi, người sẽ không có ý kiến. Nói đùa gì vậy? Lúc này, Tô Mộc Thiên cất lời, nếu cậu ấy đã nhận được truyền thừa của sư tổ thì cậu ấy chính là người của Phù Văn Tông ta, sao có thể để cậu ấy rời đi được? Lưu Ung cũng gật đầu, tổ sư làm thế chắc chắn có ý đồ của người. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, nhưng tình huống của tiểu sư tổ bây giờ rất không ổn, việc cấp bách của chúng ta bây giờ chính là giải nguy cho tiểu sư tổ. Một ông lão bên dưới nói với giọng điệu nặng nề, Thư viện Vạn Duy này đúng là hiếp người quá đáng, biết rõ tiểu sư tổ là người của Phù Văn Tông mà vẫn muốn giết cậu ấy, đây là không coi Phù Văn Tông ta ra gì mà. Nếu bọn họ muốn đánh thì đánh đi, Phù Văn Tông ta mà sợ Thư viện Vạn Duy của bọn họ chắc. Một người đàn ông trung niên cũng tiếp lời, nếu Thư viện Vạn Duy đã tuyên chiến với chúng ta, vậy thì đánh với bọn họ thôi. Tông Chủ, ta đề nghị lập tức triệu hồi tất cả đệ tử đang ở bên ngoài của Phù Văn Tông, mấy người chúng ta cũng không thể rảnh rỗi. Tất cả bắt đầu vẽ bùa, càng nhiều càng tốt, hơn nữa những thế lực mang ơn chúng ta kia, cũng đến lúc để bọn họ trả rồi. Lưu Ung chợt nhẹ giọng nói, bây giờ chính là lúc xem ai là bạn ai là thù. Nói xong, ông ta nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, bây giờ là thời điểm quan trọng, chúng ta không thể thua về khí thế, nếu thua, rất nhiều thế lực còn do dự sẽ phản bội đứng về phía Thư viện Vạn Duy.
cho nên ta đề nghị, chúng ta nên chủ động xuất kích. Nếu đã là đối thủ thì nên tiên hạ thủ vi cường. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Lưu Ung lại nói, phái người đi giết học sinh của Thư viện Vạn Duy. Lúc này, Tô Mộc Thiên hơi do dự, sau đó nói, làm vậy thì thật sự không còn cơ hội giảng hòa nữa rồi. Lưu Ung lắc đầu, tiểu sư tổ kỳ tài ngút trời, bây giờ lại nhận được truyền thừa của tổ sư, dưới tình huống này, ông cảm thấy Trần Thiên dám để cậu ấy sống sao? Tô Mộc Thiên yên lặng. Đúng như Lưu Ung nói, Diệp Huyên vốn chính là kỳ tài ngút trời, còn nhỏ tuổi mà đã có thực lực như thế, dù ở vũ trụ ngũ duy cũng là vô cùng hiếm thấy. Mà bây giờ, Diệp Huyên lại có được truyền thừa của sư tổ Phù Văn Tông. Tiếp tục trưởng thành như thế, ai không sợ chứ? Cho nên Thư viện Vạn Duy chắc chắn sẽ không để Diệp Huyên trưởng thành. Lúc này, Lưu Ung lại nói, Thư viện Vạn Duy sẽ không bỏ qua cho tiểu sư tổ, vì vậy chắc chắn bọn họ sẽ ra tay, nếu chắc chắn bạn họ sẽ ra tay, vậy vì sao chúng ta không ra tay trước? Chúng ta ra tay trước có hai chỗ tốt, một là khiến Thư viện Vạn Duy không kịp trở tay. Thứ hai là để người đời biết Phù Văn Tông chúng ta không sợ Thư viện Vạn Duy, chỉ có thế, những thế lực đang do dự kia mới có thể đứng về phía chúng ta. Thẩm Tinh Hà gật đầu, được. Lưu Ung nói tiếp, còn một điều nữa, thực lực tổng thể của chúng ta vẫn yếu hơn Thư viện Vạn Duy một chút, đương nhiên cũng không nhiều. Có điều nếu Thư viện Vạn Duy không có thế lực khác giúp đỡ, bọn họ cũng không dám liều mạng với Phù Văn Tông chúng ta, vì một khi liều mạng, dù Phù Văn Tông bị tiêu diệt, bọn họ cũng sẽ phế. Vì vậy, nếu ta đoán không lầm, chắc chắn Thư viện Vạn Duy sẽ lôi kéo thế lực khác, hơn nữa còn là những thế lực hàng đầu. Nói đến đây, ông ta im lặng một lát mới tiếp tục, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải vẽ nhiều bùa hơn, tốt nhất là vẽ ra bùa cam. Còn nữa, chuyện lôi kéo những thế gia và thế lực lớn kia cứ để ta làm. Thẩm Tinh Hà gật đầu, giao cho ngươi, đương nhiên ta yên tâm rồi. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu sư tổ, khoảng thời gian này cậu đừng ra khỏi Phù Văn Tông, cứ ở trong Phù Văn Tông nghiên cứu Phù Văn Đạo đi, nếu cậu có thể vẽ ra bùa bảy sắc thì sẽ hoàn toàn thay đổi số mạng của Phù Văn Tông ta đấy. Diệp Huyên nhìn mọi người, sau đó nói, các vị, tuy ta nhận được truyền thừa của sư phụ, cũng có thể nói là người của Phù Văn Tông, nhưng ta phải nhắc nhở các vị, ta không phải một người yên phận, nói một cách đơn giản là ta đi tới đâu sẽ có phiền phức tới đó, hơn nữa kẻ thù cũng sẽ ngày càng mạnh hơn, ta ở lại Phù Văn Tông, sau này e rằng sẽ liên lụy đến Phù Văn Tông. Vì thế nếu các vị để ý, ta có thể rời khỏi, quyết không liên lụy đến Phù Văn Tông. Nếu là trước đây, chắc chắn hắn muốn để Phù Văn Tông liều mạng với Thư viện Vạn Duy, nhưng bây giờ thì khác. Hắn nhận được truyền thừa của Phù Tiểu Thiên, nếu còn gài bẫy Phù Văn Tông thì thật sự không bằng cầm thú rồi. Vì thế, lúc này hắn không muốn liên lụy đến Phù Văn Tông. Lúc này, Lưu Ung cất lời, tiểu sư tổ, vấn đề không phải là cậu có liên lụy hay không. Cậu nhận được truyền thừa của sư tổ thì có nghĩa là người của Phù Văn Tông ta, nếu chúng ta vì sợ hãi Thư viện Vạn Duy mà vứt bỏ cậu thì chẳng phải sẽ khiến vô số đệ tử của Phù Văn Tông thấy thất vọng sao. Hơn nữa sao chúng ta có thể phụ lòng sư tổ trên trời linh thiêng được. Chuyện của cậu chính là chuyện của Phù Văn Tông. Còn chuyện của Thư viện Vạn Duy, cậu không cần phải nghĩ nhiều. Phù Văn Tông ta cũng không thua kém gì Thư viện Vạn Duy. Bọn họ muốn bắt nạt chúng ta cũng không phải chuyện đơn giản. Tô Mộc Thiên cũng gật đầu, tiểu sư tổ, cậu mới đến vũ trụ ngũ duy, có thể còn chưa hiểu rõ thực lực của Phù Văn Tông ta. Phù Văn Tông ta truyền thừa nhiều năm như vậy. Dùng không phải thế lực đứng đầu vũ trụ ngũ duy, nhưng cũng không có thế lực nào dám tùy ý ức hiếp chúng ta. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi nói, các vị, ta còn có vài người bạn ở vũ trụ tứ duy, thực lực bọn họ cũng rất mạnh, ta muốn để bọn họ đến đây. Thẩm Tinh Hà cười nói, là mấy người Tiểu Thất và An Lan Tú kia sao? Diệp Huyên nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, ông ta cười nói, lúc trước chúng ta cũng từng điều tra tiểu sư tổ. Vì vậy cũng có hiểu chút ít về những người bạn kia của cậu, đều không phải nhân vật tầm thường. Diệp Huyên gật đầu, bọn họ có thể đến Phù Văn Tông không? Thẩm Tinh Hà đáp, đương nhiên là được. Nhưng theo ta biết, bây giờ bọn họ đang trông chừng vũ trụ tứ duy thay cậu, nếu bọn họ đến. Nói đến đây, ông ta im lặng một lát rồi nói tiếp, vậy ta sẽ phái vài người đến vũ trụ tứ duy, cho bọn họ trông chừng thay cậu. Tuy không dám đảm bảo có thể bảo vệ được vũ trụ tứ duy,
nhưng ít ra có thể khiến một vài người kiêng kỵ. Diệp Huyên trầm giọng nói, đa tạ. Thẩm Tinh Hà cười đáp, chuyện nhỏ mà thôi. Nói xong, ông ta nhìn về phía Tô Mộc Thiên, người lựa chọn mấy người, bảo bọn họ mang theo hai lá bùa cam đến vũ trụ tứ duy. Nếu gặp người quen thì bảo bọn họ nể mặt đừng nhằm vào vũ trụ tứ duy. Nếu gặp người không quen thì chào hỏi một tiếng, đối phương không chịu đi thì giết thẳng tay. Tô Mộc Thiên gật đầu, chuyện này để ta xử lý. Nói xong, ông ấy xoay người rời đi. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyên, nhớ kỹ, khoảng thời gian này đừng ra ngoài. Diệp Huyên gật đầu, khoảng thời gian này ta sẽ tập trung nghiên cứu phủ văn đạo. Thẩm Tinh Hà cười khẽ, lại nói cậu nhận được truyền thừa của sư tổ, nhất định phải tiếp thu cho tốt, khoảng thời gian này ta sẽ đích thân chỉ bảo cậu, còn chuyện bên ngoài, chúng ta sẽ xử lý. Lưu Ung ở bên cạnh cũng nói, lúc trước cậu chỉ có một mình, nhưng bây giờ cậu là tiểu sư tổ của Phù Văn Tông, cậu yên tâm, dù gặp phải chuyện gì, Phù Văn Tông ta cũng sẽ cùng tiến cùng lùi với cậu. Thật ra mọi người đều rất hài lòng với Diệp Huyên. Không chỉ vì Diệp Huyên nhận được truyền thừa của sư tổ, mà còn vì Diệp Huyên thật sự rất yêu nghiệt. Phù Văn Tông không thiếu người có thiên phú yêu nghiệt về Phù Văn, nhưng lại rất thiếu người có thực lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà sức chiến đấu của Diệp Huyên chỉ có thể miêu tả bằng từ đáng sợ, cộng thêm việc hắn nhận được truyền thừa của sư tổ, vì thế, vì Diệp Huyên mà khai chiến với Thư viện Vạn Duy là hoàn toàn đáng giá. Diệp Huyên cũng không ngờ Phù Văn Tông này lại ra sức bảo vệ hắn như vậy. Phải biết rằng bảo vệ hắn là đồng nghĩa với việc hoàn toàn trở mặt với Thư viện Vạn Duy. Mà lúc này, hắn có thể cảm nhận được những người này là thật lòng muốn bảo vệ mình. Đoàn kết. Phù Văn Tông này thật sự rất đoàn kết. Nhưng cũng bình thường thôi, nếu tông môn thế này không đoàn kết thì cũng không tồn tại đến bây giờ. Dù là thế lực hay thế gia, nội bộ có thể mâu thuẫn, nhưng khi gặp nguy hiểm cũng phải đoàn kết nhất trí, nếu không đoàn kết thì chỉ có một con đường chết thôi. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu tập trung nghiên cứu Phù Văn Đạo. Trong lúc nghiên cứu Phù Văn Đạo, hắn ngày càng có hứng thú với nó hơn. Phù Văn Đạo Bác Đại Tinh Thâm, có rất nhiều phương diện liên quan, ví dụ như người muốn vẽ bùa không gian thì nhất định phải đủ hiểu về không gian, cũng như nếu người muốn vẽ bùa hệ hỏa thì nhất định phải đủ hiểu về lửa. Mà cái hắn vẽ chính là bùa không gian, vì hắn có đạo tắc không gian. Có đạo tắc không gian, hắn muốn vẽ bùa không gian thật sự vô cùng dễ dàng, đặc biệt là còn có Thẩm Tinh Hà tự mình hướng dẫn, vì thế, bây giờ hắn đã có thể vẽ bùa tím một cách dễ dàng. Khi thấy Diệp Huyên có thể vẽ được bùa tím một cách nhanh chóng như vậy, Thẩm Tinh Hà không khỏi kích động. Kỳ tài ngút trời. Trong mắt ông ta, Diệp Huyên chính là kỳ tài ngút trời. Phù Văn Tông nhặt được bảo vật rồi. Mà Diệp Huyên cũng càng có hứng thú với Phù Văn Đạo này hơn. Phù Văn Đạo cũng là một loại đại đạo. Thẩm Tinh Hà đứng trước cửa điện Phù Văn, Lưu Ung đứng bên cạnh ông ta. Thẩm Tinh Hà nhẹ giọng nói, tình huống bây giờ thế nào? Lưu Ung đáp, trong các thế lực tỏ thái độ đứng về phía chúng ta có Thanh Quốc, Điện Thiên Âm, nhà họ Thiên và một vài tông môn thế gia nhỏ, nhưng cũng không nhiều. Còn những thế lực lớn như Luyện Khí Tông, Đan Tông, Võ Tông, Đảo Vô Biên đều không tỏ thái độ. Nói xong, ông ta im lặng một lát rồi tiếp tục, bọn họ sẽ không dễ dàng tỏ thái độ, hoặc có thể nói bọn họ sẽ lựa chọn nghêu cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Thẩm Tinh Hà gật đầu, nữ phù tử kia của Thư viện Vạn Duy có về không? Nữ phù tử. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lưu Ung lập tức trở nên nặng nề. Dù bây giờ Trần Thiên là phủ chủ của Thư viện Vạn Duy, nhưng nữ phù tử này mới là người đáng sợ nhất của Thư viện Vạn Duy, không chỉ vì thực lực của nàng ta mà còn có sức ảnh hưởng của nàng ta nữa. Trong rất nhiều học sinh của tiên tri, nữ phù tử này có thể nói là nổi bật nhất. Vì năm đó, học vấn của nàng ta chỉ đứng sau tiên tri, còn về thực lực, không ai biết thực lực của nàng ta thế nào, chỉ biết học vấn của nàng ta rất cao, còn cư xử thân thiện, từng giúp đỡ vô số người, có vô số thiện duyên. Dù là Phù Văn Tông cũng từng được nàng ta giúp đỡ. Nếu nàng ta muốn tranh, thì chắc chắn phủ chủ của Thư viện Vạn Duy không phải là Trần Thiên. Mà nếu nàng ta làm phủ chủ, chắc chắn vũ trụ ngũ duy hiện tại sẽ phát triển hơn nhiều. Tiếc là sau khi tiên tri biến mất, nàng ta cũng biến mất theo. Rất nhiều người nói nàng ta muốn đi tìm tiên tri.
mà lần này nếu nàng ta trở lại thì Phù Văn Tông sẽ vô cùng bất lợi, vì một khi nàng ta lên tiếng, rất nhiều thế lực và rất nhiều cao thủ hàng đầu của vũ trụ ngũ duy đều sẽ nể mặt nàng ta. Lưu Ung đáp, tạm thời không có tin tức của nàng ta. Thẩm Tinh Hà gật đầu, vậy thì tốt, nếu có nàng ta thì Phù Văn Tông ta thật sự không còn cơ hội thắng nữa. Lưu Ung gật đầu, đúng thế. Thẩm Tinh Hà nói, hắn tiến bộ rất nhanh, bây giờ đã có thể vẽ bùa tím thượng phẩm, hơn nữa đã gần đến hoàn mỹ rồi. Đã gần đến hoàn mỹ. Nghe vậy, Lưu Ung thầm thấy hơi khiếp sợ, gần đến hoàn mỹ. Thẩm Tinh Hà gật đầu, nếu hắn có thể vẽ ra bùa tím hoàn mỹ thì đồng nghĩa với việc hắn có thể nhanh chóng vẽ được bùa cam. Theo lời sư tổ, e rằng Phù Văn Tông ta bây giờ thật sự chỉ có tiểu sư tổ này có hy vọng vẽ được bùa bảy sắc nhất thôi. Bùa bảy sắc, Lưu Ung trầm giọng nói, bất chấp tất cả bảo vệ hắn. Thẩm Tinh Hà gật đầu, người tự mình đến luyện khí tông một chuyến, dù bọn họ có đứng về phía chúng ta không thì chúng ta cũng phải cố gắng. Có thêm một thế lực đứng về phía chúng ta sẽ có thêm một chút hy vọng. Lưu Ung gật đầu, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Thẩm Tinh Hà lại nói, còn nữa, bảo đệ tử đang ở bên ngoài trở về hết đi. Lưu Ung đáp, đã bảo bọn họ nhanh chóng trở về tông môn cả rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 78.